Thì hôm nay cũng có nhân duyên lành về Phật Pháp, mà cũng là ngày 17 tháng 5. Thì cũng theo thường lệ, ni trưởng Tịnh Xá Ngọc Trường có nhã ý tôi, thỉnh tôi đến để trao đổi quý vị về pháp môn tịnh độ trong khóa tu Phật thất hôm nay. Vậy trước khi đi vào bài giảng, tôi cũng xin cầu chúc cho pháp hội của chúng ta cũng như toàn thể pháp giới chúng sanh đều chóng vãng sanh cực lạc và thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Cũng như hôm trước thì chúng ta đang giảng về pháp môn tịnh độ, thì tôi cũng xin trình bày cái nhận thức, tức là cặp kính màu của tôi về toàn thể pháp giới của đạo Phật. Thì đạo Phật đó quan niệm rằng cuộc đời vốn thật sự chỉ là cái dùng hào quang thôi. Thật tướng của các pháp là không có hình tướng, nhưng vì sự vô minh và ái dục mà chúng sanh chụp mũ có hình tướng, và tùy theo cái dính mắc, cái duyên của mình mà mình phải tái sanh vào cảnh giới mà chính mình đã tạo ra. Cái đó là cái độc đáo nhất của đạo Phật. Không có một đức chúa, một vị thượng ngọc hoàng thượng đế nào tạo ra chúng ta hết, và cũng không ai dìm chúng ta xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, không ai đưa chúng ta lên cõi trời, và cũng không đưa ai đưa chúng ta về niết bàn. Chỉ có mình ta thôi. Đó là cái độc đáo mà Đức Phật Thích Ca sau khi đã giác ngộ, và từ đó mới có đạo Phật. Còn trước Thái tử Đi Sĩ Đạt Ta đã có 62 tôn giáo đều nương vào vật, tức là có Đức Chúa Trời, có Đấng Abraham Lincoln, có Đại Ngã, thì mình chỉ cầu xin về đó để hầu hạ các ngài. Còn đạo Phật là không có cái vụ đó. Ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành, đang thành, thì tức là chúng ta cũng là Phật. Nếu chịu tu theo cái đường lối mà Phật đã chỉ dạy thì chúng ta cũng thành Phật, và bằng với Đức Phật Thích Ca và Phật A Di Đà. Đó là một điều đặc biệt mà người Phật tử phải nắm cho vững. Thành ra tôi muốn nhắc nhở lại quý vị là từ nay mình chỉ nương về con người mình thôi. Đừng có giao hết cái sanh mạng của mình cho người khác. Dầu ta là thích nương giờ vào người khác, thích nương giờ vào người khác. Thành ra tất cả pháp môn của đạo Phật không có nương vào ai hết, chỉ nương vào cái xác thân không đầy hai thước này. Các con hãy tinh tấn lên, lấy mình làm hòn đảo và chứng đắc ngay trong xác thân này, mà không phải đợi đến chết, mà ngay bây giờ, hiện tại bây giờ. Chúng ta phải có một cái cách nhìn cho đúng đắn, cho toàn diện, thì cái đó gọi là niết bàn. Sự đau khổ sẽ chấm dứt. Rồi nếu nhìn sai lệch, nhìn đen tối, nhìn thô thiển, thì sự đau khổ sẽ đến với chúng ta. Thì cái đó đạo Phật kêu là nghiệp. Nghiệp tức là cái nhận thức, cái đắn đo, suy nghĩ, tính toán, quyết định để hành động. Thành ra hôm nay tôi muốn nói cho rõ cho quý vị biết là Đức Phật sanh ra đời, cũng như hôm nay tôi đến đây, thì không gì lạ là chuyển cái hiểu biết của quý vị cho đúng đắn. Thì ngay bây giờ tại đây và hoàn cảnh này, chúng ta sẽ được niết bàn, được hạnh phúc an lạc. Nhưng trước tiên muốn qua cõi Phật thì chúng ta phải qua cõi người, trời dục giới, sắc giới và vô sắc, chứ không phải không từ bốn đường ác mà nhảy giọt lên đạo Phật là không có vấn đề đó.
Nhưng thời buổi vật chất bây giờ lên ngút rồi, các phương tiện để hưởng thụ quá đầy đủ. Cứ dùng chữ quá đó, tức là quá nhiều, cho tới ngộp mắt chúng ta chỉ còn thức dậy là hưởng thụ thôi. Chúng ta không bao giờ nghĩ tới vấn đề giải thoát. Cũng như chúng ta khát nước vậy, thì bây giờ có nước rất nhiều, nhưng đó là nước muối chứ không phải là nước giải khát. Càng uống thì lại càng đau khổ thêm, càng khát thêm. Đó là cái thời buổi của chúng ta. Quý vị nào mà sống lâu thì quý vị nhớ, nhất là tôi ở đó thì tôi biết là chỉ có cái dĩa hát máy nó lớn là dĩa đen thui. Bởi vì mà muốn hát thì phải quay với dây thiều. Ở trong thôn quê không có điện đâu. Ở nhà của mỗi người cũng không có điện thoại di động, không có điện thoại bàn. Chỉ có những cơ sở lớn mới có điện thoại bàn. Điện thoại di động là không bao giờ có. Chưa, lúc đó chưa có ai ai. Còn bây giờ băng, rồi hết băng bây giờ tới đĩa. Rồi đĩa MP3, MP4 gì đó, đĩa nén vô chỗ đó. Một cái đĩa là có thể hát cả 2-3 tiếng đồng hồ. Rồi không biết nó còn đi tới đâu nữa. Rồi bây giờ hiện tại đây chúng ta móc túi ra là chúng ta có ngũ thông. Chúng ta có thể thấy ở bên nước ngoài, thấy cả thế giới. Chúng ta có thể nói chuyện với cả thế giới. Nhưng cái đạo đức, cái sự an lạc của chúng ta quá suy đồi. Con người bây giờ quá đau khổ. Thế giới không tìm được cái chỗ an trú, mà cái hướng bên ngoài để mà an trú. Thì càng hướng bên ngoài là càng uống nước mặn. An trú chỉ có an trú trong con người của chúng ta. Mà an trú trong xác thân này hả? Xin thưa không phải. Thì hôm nay chúng ta sẽ học rõ cái xác thân của chúng ta. Trong xác thân này nó có 5 phần tất cả, mà chúng ta chỉ biết có một phần thôi. Phần bên ngoài đó là xác thân này, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là ốc. Thì quý vị dễ nhận thôi. Đây ai cũng có thể nhận được, nó cũng nhận được. Thì cái này là chỗ có 4 đường ác. Mà chúng ta nếu sống vậy là chúng ta hiện giờ đang ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Chúng ta coi cái bảng là sao đó. Và muốn biết cái cảnh giới đó, chúng ta vô nhà thương Biên Hòa, chúng ta thấy cái cảnh giới của 18 tầng địa ngục đó. Và nếu quý vị bị stress, bị trầm cảm, thì quý vị sẽ thấy cảnh giới đó. Còn nếu quý vị nhớ kỹ là bao không bây giờ thấy cái cảnh giới địa ngục đó. Thì địa ngục nói là có thì sai, mà nó không có là trật. Quý vị phải nhớ, nếu mình điên rồi thì cảnh địa ngục nó hiện ra với mình. Thì chút nữa chúng ta bắt đầu từ 4 đường ác đó, để chúng ta thấy rằng hàng ngày chúng ta sống với nó mà chúng ta không hay gì hết. Nhưng mà may phước là chúng ta có giữ giới, biết đè nén, biết cải sửa, biết thăng hoa. Thành ra nó lướt qua mà chúng ta không hay. Còn những khi nào quá kẹt, thí dụ gia đình nghèo hay là cảnh giới quá khổ đau, thì chúng ta sẽ trở lại 4 đường ác. Còn nếu mà chúng ta thấy rõ nó rồi, đắc quả nhập lưu, vĩnh viễn không trở lại. Bây giờ chúng ta là người trời đấy, giữ 5 giới. Và nhiều khi chúng ta còn cả xịt cả lùi đấy. Có người giữ 5 giới mà phạm hoài. Nhất là cái giới thứ 5, giới nhậu. Có kỳ là giới thứ nhất là giới sát sanh. Ăn chay 10 ngày. Rồi có khi có 2-3 ngày, có khi nó quên. Chúng ta thấy là lúc đó là chúng ta ở 4 đường ác đấy. Còn những lúc sân giận thì chúng ta không còn khôn ngoan nữa, không còn giữ giới được nữa. Nhiều khi sổ nho mắng chửi, rồi đánh đập, cái chừng qua cơn giận rồi, chúng ta bắt đầu ăn năn. Thì chúng ta thấy cái khi chúng ta sống ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, khi chúng ta sống ở người trời dục giới. Nhưng mà có lẽ quý vị chưa sống ở cõi trời sắc giới. Thì hôm nay chúng ta phải học cho rành, coi chúng ta đang sống ở cảnh giới nào. Những khi chúng ta sân lên, chúng ta ở 4 đường ác, chúng ta phải biết liền. Mà nếu biết mà quý vị cải sửa
thì qua cõi người trời. Còn biết mà quý vị lặng lẽ nhìn nó như là nó, quý vị đừng dính mắt vào nó, thì quý vị là thánh nhập lưu. Đạo Phật có vậy thôi. Nhưng mà thường thường là chúng ta cải sửa, chứ ít khi nào mà chúng ta dám dừng lại mà nhìn nó. Đừng phê phán, đừng chỉ trích, đừng cải sửa gì hết. Thì muốn được cái này đó, quý vị phải qua ít nhất là niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm và khỏi cần niệm Phật nữa. Thì có thiện trí thức, có bậc thánh nhân giúp đỡ mình dễ nhận lại. Thành ra người mà tới định sanh hỷ lạc, khỏi cần niệm Phật nữa, thì tự lực mình sanh về cõi trời. Nếu phát hiện, phát nguyện nữa thì A-di-đà tiếp dẫn. Còn niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm thì hên xui, không chắc giảng sanh. Bây giờ có lúc mình nghĩ tới Phật, có lúc mình nghĩ tới điều ác, điều thiện trong cuộc sống, mà đang nghĩ điều ác mà tắt thở thì giảng sanh về cõi ác. Nghĩ điều thiện mà tắt thở giảng sanh về cõi trời. Rồi nghĩ tới niệm Phật có phát nguyện thì giảng sanh về cõi Phật. Thành ra vấn đề là vấn đề hên xui. Mà vấn đề tịnh độ giảng sanh không phải là vấn đề sinh xong hên xui, không có vấn đề đó, nhất định phải giảng sanh rồi. Thành ra mấy vị tổ rất là khôn, thấy rằng tất cả chúng sanh đều phải về cõi Phật hết. Mà bây giờ nhất là thời buổi này, niệm Phật mà được nhất niệm đó, thì tôi thấy trăm người chắc có một hai người thôi. Còn tạp niệm thì có nhiều, mà tạp niệm thì đâu có giảng sanh được hên xui như tôi nói hồi nãy. Nhưng mấy vị tổ muốn cho người tạp niệm cũng giảng sanh được, thành ra mới đặt ra vấn đề ban hộ niệm, và nhất là người khai thị. Người này phải khôn ngoan, khôn khéo để hướng dẫn cho người chết luôn luôn tỉnh táo. Thành ra cái người khai thị và cái ban hộ niệm rất là quan trọng đối với người còn tạp niệm. Còn những người không niệm Phật mà không phát nguyện nữa thì đành thôi, A Di Đà có đến tiếp cũng không đi được. Thành ra cái pháp môn tịnh độ nó rất dễ dàng, rất thù thắng trong cái thời buổi mạt pháp này. Nếu ai chịu tu, có ban hộ niệm, có người khai thị, thì 100 người giảng sanh hết 100 người. Tội nghiệp ở miền quê, không có người khai thị, không có ban hộ niệm. Thành ra tôi phải dấn thân vào những cái chùa miền quê đó. Mấy sư cô và mấy thầy ở đó chả biết gì hết, mang cái tiếng là xuất gia mà chẳng biết Phật pháp gì hết. Thì những mấy chùa đó là mấy chùa của gia đình giàu có, của điền chủ, họ cất lên để họ về già họ niệm Phật thôi, họ không có biết cái gì hết. Còn ở mấy chùa, mấy tịnh xá miền quê cũng vậy, tới rằm 30 có cúng, đến tụng kinh, niệm Phật, ăn chay rồi về. Chủ trì không biết pháp lý là gì hết. Còn niệm Phật, ăn chay, coi kinh, tụng kinh, nó có biết cái gì đâu. Hỏi niệm Phật để làm cái gì? Niệm Phật để tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, niệm Phật để được chúng số, thì không pháp môn tịnh độ. Nếu tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ còn đỡ đấy, nhưng cái đó là cõi trời chứ không phải là cõi Phật. Thêm cái phát nguyện nữa. Thành ra chúng ta thấy do cái giáo pháp yếu kém, mà công phu chúng ta thì nhiều mà kết quả chẳng bao nhiêu. Do đó mà tôi phải cực khổ tôi lội. Ở đây thì có phước, ở gần tịnh xá, quý vị nghe pháp tôi nhóc lỗ tai hết. Nhưng mà nghe vậy cho qua lỗ tai này chạy bên đây chạy mất. Vì thế tôi ngồi thiền, tôi suy nghĩ buộc lòng phải mỗi người thuộc. Thành ra tôi không muốn giảng nhiều, tôi lập tới lập lui hoài, và tôi thấy cũng không xong nữa. Đúng đâu quý vị làm biến quá, tôi nói dùng danh từ tôi không muốn dùng. Thì muốn cho quý vị siêng là bắt quý vị phải động não thôi, tức là phải trả bài. Cái mà quý vị sợ nhất, nghe nói trả bài là mới không dám vô nữa. Thì bây giờ tôi phải làm sao cho cái trả bài nó dễ dàng. Thì tất nhiên tôi phải lập trước, rồi quý vị đọc theo. Rồi tôi không lập nữa, cả pháp hội lập.
Rồi từ vị lập, rồi tôi mới che khuất cái bản trả thuộc lòng. Qua ba lần như vậy thì cái chủng tử mà lập cái bài này, nó sẽ vào trong A Lại Da của mình. Mà khi nó đầy nó tràn ra, Thích Môn Niệm Phật cũng vậy thôi, thì trả bài cũng vậy thôi. Thì chừng đó quý vị nắm được cái pháp môn này, quý vị trước tiên là mình được giảng sanh, sau giúp bà con lối xóm để tất cả mọi người đều giảng sanh. Đó là cái ý nguyện của Phật Thích Ca và Phật A Di Đà, mà cũng là ý nguyện của tôi. Tôi thấy miền quê bây giờ người ta tu nhiều, 300-400 người, mà hỏi chả ai biết cái gì hết. Niệm Phật bằng cái gì? Nó niệm Phật bằng miệng. Tôi hỏi không có miệng niệm được không? Không được. Ở đây cũng chưa chắc á, nếu không gặp tôi là cũng chưa chắc. Còn biết niệm bằng cái tâm, tôi hỏi cái tâm ở đâu? Chứ giới, không biết cái tâm ở đâu. Còn đó Phật tử nào tới tôi mà cúng dường đồ tôi ít có nhận đâu. Có nói là làm phước, mà nếu trả bài được á, thì tôi nhận liền. Trả bài tức là pháp đấy, là cái trí tuệ của mình đấy. Thành ra quý vị mà tôi kêu trả bài mà hỏi cái gì trả lời cái là tôi nghe, tôi biết cái trình độ. Còn nín thinh là tôi đầu hàng thôi. Còn quý vị thì sợ trả bài lắm. Vì có cái máy này mắc cỡ, tôi mà mắc cỡ cái gì nữa. Cái sanh tử là cái quan trọng. Mà trả lời trúng đó thì cái tánh tôi xin quý vị tha thứ cho tôi, là tôi hay dí. Tôi nghe cái tôi biết cái chỗ hớ, trả lời hay, nhưng mà có những cái chỗ sơ sót thì tôi phải dí mấy chỗ đó cho nó sáng tỏ. Là tôi dí là đa số là bí. Thì làm sao bằng tôi được. Thì tôi 40+ năm trời rồi, tôi đi vào duy thức, đi sâu vào cái chiều tâm của quý vị. Cái éo lè, cái ngốc ngách, cái hốc búa, cái xảo trá của tư tưởng mà quý vị không bắt nó thì nó sẽ gạt quý vị, sẽ lẫn quẩn luân hồi địa ngục ngạ quỷ súc sanh, là người trời rồi trở lại địa ngục ngạ quỷ nữa. Mà chính tôi vì tôi nắm rành đó, mà nói thật là nói đắc thánh quả tôi cũng còn mơ màng thôi, tôi không dám quyết định được. Thì tôi lần mò tôi thấy quyền giác đó là một tay trì nhất. Tới chừng đắc quả tôi dám xác nhận mình đắc quả. Tới chừng gặp tổ Huệ Năng mới xác nhận là đúng. Chừng đó ông mới về, ông mới viết quyển chứng đạo ca. Tôi làm sao so bằng ông được. Mà thời buổi này làm sao kiếm được một Huệ Năng thì nó khó thôi. Thì thôi giờ chúng ta trở lại. Thì tôi nói là cái cuộc đời này đó thì có cái một cuộc đời thôi, nhưng mà có 5 cách nhìn. Hôm trước tôi có giảng và chúng ta mới đi vào lớp mẫu giáo. Nhìn thứ nhất là có 4 đường ác, là nhìn bằng cái sắc thân bên ngoài này. Thì chúng ta dễ thấy thôi, mắt, tai, mũi, miệng, thân và ốc, 6 phần. Thì mắt đối với sắc, tức là cái vật gì mà là đối tượng con mắt, thí dụ đồ, vật, ống đèn, tất cả mọi người, giày dép đồ, tất cả cái đó là sắc trần, kêu là vật lý. Chưa có cái sự sống mà chưa có cái biết nữa. Như đất, mà đất vật lý đó là đất chết. Thí dụ như Mỹ nó bỏ bơm gì đó, nó pan bơm xăng đặc gì đó, chết đất tới giờ 30+ năm trời mà chưa có cỏ cây gì mọc được hết, thì đó là vật lý đấy. Rồi 30+ năm, 40 năm nó thọ khí âm dương của trời đất thì bắt đầu nó có màu mỡ, thì trồng cây nó sống, thì cái này không còn là vật lý nữa mà chúng ta kêu là sinh lý, tức là bắt đầu nó có sự sống. Thì chúng ta gieo hột giống, gieo lúa này kia, trồng cây nó mọc. Còn mà đất chết thì trồng cái gì cũng không mọc hết, cỏ cũng không mọc nổi. Anh đã chúng ta ngồi thiền chúng ta phải nhìn. Còn con mắt mình đây á, là sinh lý, mà khi đau rồi bác sĩ nói mắt này hư mốc ra, thì khi mốc ra cõi thì nó thành ra vật lý, nó không có sự sống nữa. Còn ở trong này nó có sự sống, có ăn uống nghỉ nghỉ bồi dưỡng, rồi cái dây thần kinh thị giác mới nuôi cái con mắt này. Những khi mà dây thần kinh nó nóng lên thì chúng ta nhức con mắt, thì chúng ta nói con mắt tôi nhức quá, con mắt không có nhức, phải không? Mà là cái dây thần kinh thị giác nó sưng lên, thì cái cảm giác nhức nhối nó mượn cái dây thần kinh sưng này nó làm cho nhức nhối, kêu là cảm giác khó chịu.
Chúng ta phải đi sâu vào đó và phải theo dõi mình. Chúng ta nhất chúng ta la trời, mà cái lý do làm sao nhất thì mình không biết. Do ăn uống mất quân bình âm dương. Thì thôi chút nữa chúng ta trở lại. Thành ra khi mình sống với cái vật chất bên ngoài là sắc, tài, danh, lợi, ăn uống, ngủ nghỉ, thì mình ở địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Nếu mình sống với cảm giác của ngạ quỷ là có cái cảm giác dễ chịu, khó chịu mà không có sự phân biệt của tư tưởng, thì quý vị có hàng ngày đó, quý vị không để ý, bây giờ phải để ý, thì ngay lúc đó mình là ngạ quỷ. Thí dụ mà đói bụng quá, mình thấy mấy món đồ xào ăn ngon quá, mình chạy thấy người ta bưng nhào vô đánh người ta giật lấy ăn, không có tư tưởng suy nghĩ gì hết, đồ của người ta mà không xin gì hết giật đãi đó, thì cái này lúc đói đó là ngạ quỷ. Rồi thấy vàng thì nhào vô giết người ta để mà giật lấy. Rồi khi cái cơn xì ke ma tí nổi lên rồi thì cha mẹ cũng giết luôn, miễn làm sao cho tiền nó để thôi, không cho là nó giết. Thì đã xảy ra rồi, trên báo có đăng. Mà nếu chúng ta ở vào trạng thái ghiền đó, dính mắt đó, thì trong lúc đó chúng ta vẫn là ngạ quỷ. Còn nếu chúng ta là người trời, chúng ta đè nén nó xuống, chúng ta không cho nó thắng mình, thì người này phải có tu, có giữ năm giới, có niệm Phật và có định lực khá mạnh và có cái pháp quán vô thường, vô ngã, khổ đau. Thì chút nữa tôi có giảng rồi, bây giờ chúng ta lặp lại nhiều lần để rồi chút nữa quý vị trả theo cái đó, để rồi quý vị khi bị cái đó, cái thuộc bài của quý vị đem ra để áp dụng và tìm cách để đè nó xuống. Thì đè nó có năm cách đè. Niệm Phật đếm từ 1 tới 10 đè xuống, muốn mạnh hơn nữa niệm Phật khỏi đếm đè xuống, mạnh hơn nữa khỏi cần niệm Phật, có định lực càng ngày càng mạnh, tập trung kỹ mạnh lâu sâu. Rồi cái thứ tư là chìm đắm trạng thái niệm Phật. Cái thứ năm là ra khỏi trạng thái chìm đắm đó. Thì lần lần tôi sẽ giảng tâm lý này, tôi giảng ba cái rồi. Niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm và khỏi cần niệm Phật. Còn hai cái sau nó hơi cao, tôi chưa có giảng ở đâu hết. Ở Trà Vinh, ở Ngọc Dân thì tôi có giảng. Còn quý vị mới quá nghe không hiểu đâu, có đâu phải gì thức. Thì quý vị phải gặp tôi 40-50 lần nữa, thấy không? Chừng nào quý vị trả bài được thì tôi giảng sâu. Còn bây giờ giảng nó mệt tôi, quý vị tiếp thu không nổi. Bởi vì cái bài của tôi giảng đòi hỏi quý vị phải có thời giờ ngồi thiền, chiêm nghiệm nó, rồi nghiền ngẫm nó. Mà quý vị làm biếng muốn chết. Tôi dùng chỗ làm biếng là tôi buộc lòng phải dùng thôi. Quý vị nó bị tại vì bởi con không có thời giờ xưa ơi. Con nó đi học đủ thứ mà phải lo chạy từng bữa tốt mà thôi. Thì người ngu á mới nói vậy thôi. Còn người khôn thông minh ta sắp xếp ta vẫn có thì giờ. Ví dụ bận quá tôi có thể có nửa tiếng, không có 15 phút một ngày. Không lẽ 11 ngày 15 phút nửa tiếng không có nữa. Ít quá sự rồi. Ít nhưng mà tích thiểu thành đa. Một ngày nửa tiếng thì chúng ta biết một năm bao nhiêu tiếng rồi. Mình cứ đợi mà rảnh rang như mấy người Việt Kiều thì làm sao có vụ đó. Cái phước báo mình không có. Rối rôm thì theo phận rối rôm. Mình con rùa thì bò theo con rùa, chứ con rùa bắt trước con thỏ thì ngu. Nhưng mà nhờ cái này phước báo mình lần lần sẽ có. Thành ra quý vị mà cái đổ thừa bị tại gì bởi là tôi muốn cạo đầu, tôi nói rồi. Ai không có bị tại gì bởi, ai không có cái lò than bự. Và lợi gặp cái than không à, sư phải thông cảm cho con, sư phải thương con. Tôi nói cô thông cảm cô thương cô hay là tôi thông cảm cô? Ai thông cảm mới đúng. Thì tôi thông cảm cô tôi làm cái gì được. Mình thông cảm mình cố gắng thắng mình. Thắng vạn quân không bằng tự thắng lòng. Mình ra ngoài tranh đấu người ta chửi lộn không ai chửi lợi mình. Nhưng mà mình thắng mình, đừng có chửi nữa, không thắng được. Nó xuất khẩu thì thành nho, thì đổ nho ra tùm lum. Tại sao mình không thắng mình được, mình muốn thắng người khác? Thắng người khác có lợi gì gây thù quán?
Mà thắng mình thì phải có cái định lực. Định lực hay không có, không có bao giờ có vụ đó. Lực là phải giữ năm giới. Rồi từ đó nhờ cái thân an tịnh này đó, mới niệm Phật đếm từ 1 tới 10 niệm Phật khỏi đếm. Rồi mới chìm đắm, khỏi cần niệm Phật nữa. Mà năm giới mà khỏi cần niệm Phật rất là khó. Chỉ có 8 giới là dễ. Thành ra gặp quý vị là tôi muốn cạo đầu là chỗ đó. 8 giới là không có làm việc đời nữa. Bắt đầu trở về bên trong. Mà tôi thấy quý vị lâu ở đây coi là đầu có tóc không? Có mấy ai có 1-2 người cạo đầu mà không biết giữ được không nữa hả? Tôi thấy là mặc đồ nâu cạo có đầu trọc chứ còn. Dường như cái tâm nó không có trọc. Khổ vậy đó. Tôi muốn quý vị đây là, nên tôi nói vậy quý vị thức này xuống cạo đầu hết đi. Cho tôi mừng. Cạo là phải giữ. Bây giờ là giới thứ 6 không ngồi ghế cao nằm giường rộng nè. Thì về đó cái đơn nhỏ nhỏ thôi, 7 tấc về ngang, về cao 4 tấc, về dài 2 thước. Không nghe xem hát múa, giờ này khó nhất nè. Không coi truyền hình, không coi tivi, không radio, không coi đá banh, không coi những cái chuyện tào lao bên ngoài nữa. Mà coi ở trong này. Giới thứ 8 là không trang điểm phấn son, dầu hoa ở vườn hàng lô tươi tốt. Không so thon rồi phấn kẻ chân mài hay là một mắt mí hai ba mắt gì đó, bỏ cái bất cứ đó, cái đầu trọc rồi. Tôi nói là đụng đừng có phiền tôi, heo. Tôi nói thẳng à, tôi không có nể ai hết đó. Tôi muốn quý vị đều giảng sanh hết, nếu quý vị đều thành Phật hết. Mà tôi bảo đảm quý vị mà giảng sanh một người thành Như Lai, tôi nói sai là tôi xuống địa ngục. Còn quý vị không chịu làm Phật, cái cõi này nó khổ muốn chết. Cõi này chỉ có A-la-hán là ở được thôi. Tệ lắm là bất lai, còn nhập lưu nhất vãng lai ở cõi này vẫn dính mắc như thường. Tôi nói thật là nếu cho tôi nhập lưu nhất vãng lai tôi cũng không ở cõi này đâu. A-la-hán ở bất lai có thể tôi cũng không ở. Cõi này nó quá xuống rồi, vật chất nó ngút rồi. Mà còn tư tưởng thì còn mê vật chất. Mà tôi làm sao hết tư tưởng được, không hết được. Nói rồi nói chứ còn ra vẫn dính mắc như thường. Thành ra chỉ có A-la-hán mới dám nói một câu là sống được cõi này tôi không ghiền cái gì hết, tôi không dính mắc cái gì hết. Có cái câu đó mới nguy hiểm á. Nhiều nhà sư, nhiều sư cô thì nói tôi giữ tiền mà tôi không dính mắc thôi. Tôi nghe là tôi giỡn cái từng cái ốc, cái lỗ chân lông. Nói mà chả hiểu gì hết. Nếu mình học 15 mạng chúng sanh mới thấy là cái lời nói mình như vậy là mình không hiểu mình. Tôi hiểu tôi quá rồi. Hiểu thật không? Cái tiến trình của sắc, của thọ, của tưởng, của hành, của thức phải thấy rõ hết mới A-la-hán thôi. Rồi cái tiến trình của sắc thân mới nhập lưu. Tiến trình của thọ quẩn mới nhất vãng lai và bất lai. Bất lai mới có trừ thọ quẩn thôi à. Tới A-la-hán đó mới trừ được tưởng quẩn, hành quẩn và một phần nhỏ của thức quẩn thôi. Cái Bồ Tát Như Lai mới trừ hết được cái thức quẩn. Mà chúng ta thấy chúng ta là cái gì mà chúng ta tuyên bố là tôi giữ tiền mà tôi không dính mắt, tôi gần sắc mà miếng tôi đừng đắm thôi, tôi gần tiền miếng tôi đừng tham thôi, tôi uống rượu miếng tôi đừng say thôi. Nhưng mà có say thì tôi không có loạn. Dám nói vậy không? Nói thì ai nói không được, tôi cũng nói được. Nhưng mà thả ra rồi tôi xuống địa ngục liền. Nói thật như vậy. Thành ra tôi lỗi không giỏi là tôi phải ôm cái phao. Chính nhờ cái phao mà tôi khỏi làm thằng trọng. Còn nếu tôi với nước là một rồi thì tôi cần chỉ cái phao chướng ngại. Nếu một người lỗi giỏi rồi là cái phao nó chướng ngại cho ta, dục bỏ cái phao. Người ta với nước là một nước mà nó dìm xuống thì mình theo nó xuống, nước đưa lên cao mình theo nó lên cao. Thì cái đó là phải A-la-hán trở lên. Thành ra tôi muốn quý vị hỏi 15 hạng chính thông này để quý vị biết rõ mình. Thì quý vị đừng có tự cao, quý vị lo tu thôi. Không khéo là chậm, thời gian nó qua rồi. Xuân đến xuân đi rồi xuân lại đến, một ngày một già. Mà cái đạo quả chả có gì hết. Tối lại lo ăn mặc ở bệnh do ngũ dục bên ngoài. Thì chút nữa chúng ta bắt đầu đi mẫu giáo là đi mắt tai mũi lưỡi thân ốc. Và sắc thinh hương vị xúc pháp là đối tượng của nó.
là bốn đường ác đấy. Quý vị phải hiểu cho rành ngay trong xác thân này, và quý vị phải trả bài cái đó. Không phải một người nha, mà ít nhất cả 3/4 pháp hội này thì tôi mới qua bài thứ nhì được. Tôi mới qua người trời dục giới. Người trời dục giới cũng còn chiếm hữu bên ngoài đấy, chưa có vô trong đâu. Tới cõi trời sắc giới là 8 giới đó, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền mới vô bên trong đấy. Thì nó khác á. Bên trong chúng ta có một cái thân thứ hai nữa, thì quý vị để ý lắm mới thấy. Thân thứ hai là chúng ta không xài con mắt này mà xài cái gì? Dây thần kinh. Thần kinh gì? Thần kinh con mắt là thần kinh gì? À, thần kinh thị giác. Rồi không xài cái lỗ tai nữa, à, chúng ta xài thần kinh gì? À, thính giác. Không xài lỗ mũi nữa mà chúng ta xài thần kinh gì? Khứu giác. Không xài lưỡi nữa mà xài thần kinh gì? Vị giác. Không xài sắc thân này nữa mà xài thần kinh gì? Thần kinh gì? À, xúc giác. Nhận không? Nhận thấy không? Thật xúc giác dễ nhận nhất. Thần kinh và thị giác bây giờ không thấy đâu. Có đi bác sĩ nó mổ con mắt đó thì có những dây thần kinh nhỏ nhỏ nó đưa lên ốc đó đấy. Lỗ tai cũng vậy, lỗ mũi cũng vậy. Quý vị thấy cái gai ở lỗ mũi cái đó không phải là thần kinh đâu, mà từ cái gai đó có những dây thần kinh nối lên ốc thì nó đấy. Có cái sắc thân dễ nhận nhất. Sạch xương da của tôi này là sắc thân bên ngoài, trong duy thức kêu là phù trần căn. Thì ngay trong này có những sợi dây gân, quý vị thấy dễ lắm. Ta kêu là chích thịt với chích gân. Chích thật là phù trần căn ở bốn đường ác đấy, còn chích gân là bốn đường thiện. Thành ra chích gân thì mau hết bệnh, thuốc nó chạy mau lắm, nó theo đường máu mà. Còn thịt là nó theo đường thịt. Thành ra mấy người mà cõi trời sắc giới nó giữ 8 giới là người ta xài cái sắc thân bên trong. Như vậy không có phải là bỏ sắc thân bên ngoài, nhưng mà họ đè nén, họ không để ý tới đó nữa, họ tập trung vào cái bên trong. Thì cái ngoài có mà họ không dính mắt đó. Tôi thường thí dụ bé giống như người đánh bài. Khi họ ghiền bài rồi đó, họ vô đánh bài suốt đêm họ không thấy mệt. Đánh từ 4-5 giờ chiều cho tới 5-6 giờ sáng, đánh luôn 12 tiếng đồng hồ. Họ mê rồi, họ ghiền rồi, họ dính mắt rồi. Dính mắt bốn đường ác thì những cái kia họ không thấy được. Thì cõi trời cũng dính mắt nữa, mà dính mắt vào cái thiện. Khi niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm rồi, khỏi cần niệm Phật nữa, thì họ dính mắt vào cái đó, họ ghiền cái đó. Mà cái này thì cao thượng hết, không cần ăn uống tiêu tiểu gì ở đấy, không cần ngủ nghỉ gì hết. Họ không sòng sống bát thân này nữa, là sống bằng sắc thân tịnh sắc, tức là dây thần kinh xúc giác. Thì họ đâu có cần ăn uống bên ngoài, họ chỉ ăn những cái cảm thọ hỷ lạc. Thành ra chúng ta thấy là ly dục sanh hỷ lạc. Khi mà niệm Phật đếm từ 1 tới 10 mà nghĩ tới Phật rồi thì đó là ly dục, nó phóng ra thì đó là hết ly dục rồi, kéo trở về. Rồi tới khỏi cần niệm Phật vẫn có tiếng niệm Phật, là từ trong A Lại Gia linh hồn mình nó Phật nhập tâm, nó tràn ra, tống vô nó tràn ra, tống vô nó tràn ra, không cái gì xen vô được hết. Thì hoàn toàn cái hỷ lạc nó tràn đầy xác thân. Thì người ta có thể ngồi 7 tiếng, 70 tiếng, 70 năm, 7.000 năm. Nếu định lực càng mạnh thì 7.000 năm thì đối với họ chừng là 1-2 tiếng đồng hồ thôi. Cái thời gian chúng ta nhớ là thời gian dây thun. 100 năm là ngắn, là 1 ngày dài ghê. 100 năm là ngắn, là 1 ngày dài ghê. Có ai mà từng đợi người mình thương, cha mẹ mình hoặc là người kiểu ý trung nhân gì đó, thì mình đợi 5-10 phút là cả một thế kỷ. Còn những cái là mình muốn nó qua mau mà lại kéo dài vô cùng, thì thời gian đó không phải là thời gian của cái đồng hồ, mà là thời gian của tâm lý. Thì chúng ta để ý học tri thức, chúng ta phải đi sâu vào cái đó, thì chúng ta mới hiểu con người mình có hai thứ thời gian.
thời gian đồng hồ thì bao giờ nó cũng vậy. À, một giờ là 60 phút, một phút 60 giây. Còn thời gian tâm lý khác à, một giờ có khi là 5 phút thôi, còn có khi một giờ bằng 24 tiếng đồng hồ. À, nhưng cố quên lại càng nhớ thêm, quên chừng nào nó nhớ thêm chừng đấy. Thì cái tâm lý này nó độc đáo. Thì nếu mình đưa cái tâm lý mình lên cao nữa thì cái cuộc đời nó khác. Thành ra ông từ thức là nửa năm tiên cảnh một bước trần ai. Đi lên khỏi tiên có nửa năm, xuống đây là 50-60 năm. Thì chúng ta nói là cái tâm lý là cái dây thun. Thành ra chúng ta đừng tưởng là cuộc đời này là thật, mà đừng tưởng cuộc đời này là giả. Nói thật cũng sai mà nói giả cũng sai. Nó đúng là đúng với cái cộng nghiệp của chúng ta. Chẳng hạn như bây giờ nước, cái ly nước này, quý vị nó có hay không? Nói không thì quý vị đừng uống đi, 4 ngày là chết queo. Còn nói có thì các nhà bác học này kia, mấy cái cõi trời người ta đâu có uống nước. 7.000 năm ta cũng không uống giọt nước này nữa. Ta uống mà nước cam lộ, tức ta ngồi thiền hỷ lạc rồi cái nước miếng vàng đó bên tiên á, nó rất kỳ, cái nước miếng không có khối bỏ, nó xuống ngọt xớt. Uống cái này là còn no hơn ăn cơm, kêu là xúc thực. Thành ra có 4 cách ăn. Đoàn thực là cái ăn của chúng ta, mà nếu chúng ta dính mắc thì chúng ta 4 đường ăn. Còn chúng ta đèn nén, chúng ta cao thượng, tức là dẫn ăn mà cao thượng hơn, không dính mắc, thì đó là người trời. Còn chúng ta nhập định vào cõi trời sắc giới rồi, bỏ luôn cái này, không ăn uống ngủ nghỉ, không có sắc tinh hương vị xuất pháp nữa, thì cái này là cõi trời sơ thiền, nhị thiền, tam thiền của sắc giới. Tôi nói quý vị không hiểu đâu, nhưng mà khi nào có chỗ trống, có cái pháp hội mà có sư cô nào hướng dẫn quý vị đó, quý vị nhập vào thiền, quý vị thấy mê trong đó luôn. Quý vị ngồi 9-10 tiếng dừng 5 phút à, chừng đó quý vị mới biết cái mê ly của các cõi. Thì mấy người xì ke ma túy nó cũng mê ly vậy đó, nhưng mê ly để rồi xa đọa. Cái này mê ly để rồi tiến hóa, xa đọa xuống cái xiềng xếp, xiềng sắt, xiềng cây, tiến hóa lên cái xiềng vàng, xiềng kim cang. Thì các cõi trời, 62 cõi trời thì thấy cái này tốt, Đức Phật thấy không được. Dẫu cho lên cõi trời với xiềng vàng, xiềng kim cang vẫn là xiềng, mà mục đích của Ngài ra đời là bứt tất cả xiềng. Cái khác của Đạo Phật là chỗ đó. Một bức khả xiềng chúng ta tưởng là không có muốn được, không có muốn được thì không phải như vậy, là vẫn ở trong đó mà không dính mắc vào cái xiềng nào hết. Ở trong 4 đường ác Ngài cũng ăn mặc ở bệnh như nó, nhưng không bao giờ ghiền. Ở trong cõi trời cũng vậy, Ngài cũng sống như nó, nhưng không bao giờ ghiền, không bao giờ thích thú các cõi trời. Thì tất nhiên Ngài có một cái nhận thức khác. Thì tôi thường thí dụ đó, có 5 cách nhận thức về cái cuộc đời này. Nếu 4 đường ác thì sống bằng cái sắc thân bên ngoài, thì tạo ra cái sắc thân hương vị xuất pháp, chỉ có 4 đường ác mới thấy thôi, cõi trời không thấy. Cái trời nó vượt cao lên rồi. Cũng như quý vị bây giờ đâu có thấy là nghĩa ra và thấy cục phẫn là món ăn đâu. Vì là không bao giờ giống bốc phẫn là bỏ miệng ăn nó giờ. Nhưng mấy đứa bé 3-4 tuổi hay những người điên, nó ỉa ra nó bất cứ nó ăn trong miệng đó. Thì nó phải thấy cất là món ăn. Cũng như con cá dồ vậy đó. Mình ỉa ra thì phẫn mình là hôi thối, như con cá dồ nó thấy là món ăn ngon lành của nó. Thì cái nhận thức khác thì cái sự vật phải thay đổi. Thành ra mình nói cái cục phẫn mình là món ăn thì nó không đúng, mà nói không phải món ăn thì cũng sai. Tùy theo cái nhận thức, cái hình, cái hiểu biết của từng chúng sanh khác nhau, mà cảnh giới khổ đau hay hạnh phúc khác nhau. Nên quý vị phải cố gắng nhé. Cái này là cái mức chốt để chúng ta thoát luân hồi sinh tử khổ.
Còn nếu quý vị không được nhập lưu nữa thì quý vị chỉ người trời được rồi. Niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm khỏi còn niệm Phật, quý vị giảng sanh vô thường. Thêm một cái phát nguyện nữa thì A Di Đà sẵn sàng tiếp dẫn, không cần ban hộ niệm nữa, không cần người khai thị nữa. Nhưng mà không được nhất niệm, tôi ngồi xuống niệm Phật mới nhớ tới niệm Phật là trong linh hồn tôi phát ra, con không làm cái được đó sư, thì thôi cố gắng niệm Phật đi, kệ tập niệm cũng được. Nhưng mà làm sao tạo cái ban hộ niệm nha, phải làm sao cho người đi học cách khai thị nha. Thì tới giờ hấp hối mà nhờ khai thị là nhờ cái ban hộ niệm, đừng cho mình mê. Khi chết rồi người khai thị phải kêu mình tỉnh hoài. Mà nếu mình lúc mà nhất niệm tha thiết thì tất nhiên trước chết là mình thấy Phật A-di-đà, cái hào quang là chiếu tới 3/4. Thì hỏi chị ơi, bà có thấy Phật không? Mỉm cười nói Phật đến rước tôi kìa, cái này là thượng sanh. Nói rồi xong tắt thở. Còn nếu cái tư tưởng mình có 2/4 mà cái ánh sáng hay hào quang của A-di-đà 2/4, vì cái này hơi yếu rồi đó, thì chỉ kịp là gật đầu, nó yếu rồi. Còn nếu mà cái tư tưởng mình có 1/4, 3/4 mà A-di-đà hào quang có 1/4 thì quá yếu, mình chỉ chớp mắt thôi. Còn yếu nữa mình không có cảm thì A-di-đà không ứng, thì mê man thôi. Thì cái này hơi xui, thì phải nhờ ban hộ niệm kêu mình tỉnh hoài không cho mê. Thành ra cái ban hộ niệm rất là quan trọng, nhất là người khai thị. Thì người này giảng sanh hay không, nếu mà chưa tới nhất niệm đó thì đa số là nhờ người khai thị, người ban hộ niệm hỗ trợ thêm. Nhưng mà ban hộ niệm không có bằng cái người hấp hối. Hấp hối có tiêu tu hay không, mà nếu có tu có ban hộ niệm người khai thị thì chắc chắn giảng sanh thôi. Còn tu tới nhất niệm rồi thì có ban hộ niệm không người khai thị vẫn giảng sanh như thường, mà nếu có thì giảng sanh cao hơn. Thành ra tôi muốn đi các nơi, các vùng sâu xa là tôi muốn giảng vấn đề đó. Và tôi năn nỉ mấy sư cô lập ban hộ niệm. Và mấy sư cô ở trong quê, tôi phải nói quá tệ. Con kêu hoài không ai lập hết sư. Tôi nói cô kêu thì cô do tôi đi. Tôi kêu tôi lập rồi cô gái giữ nha. Thôi mình nói thôi. Thì trong cái ban hộ niệm 400-500 người có 5-7 người xuất sắc. Chứ đâu phải người nào cũng như người nấy. Có người quá tệ, mà cái pháp môn niệm Phật đó là trong mỗi ban hộ niệm chừng 2 người hoặc 4 người khai thị đủ rồi, tức là học giáo lý cho rành đấy. Còn mấy người kia thì dễ dàng thôi, cứ A-di-đà Phật niệm theo thôi, đâu có gì đâu. Nhưng mà giữ giới cho kỹ thì cái định lực mình mạnh, thì cảm A-di-đà, cảm chư thiên, thì ngài phải hiện, ngài phải tiếp dẫn thôi. Thành ra A-di-đà mà hiện hay không là do mình, chứ không phải do A-di-đà. Mình cảm mạnh thì ngài hiện mạnh, mà mình cảm vừa vừa, ngài không vừa vừa. Ngài cảm yếu thì ngài hiện yếu, mình không cảm ngài không hiện. Không cảm là gì? Cái miệng A-di-đà Phật mà cái tâm nghĩ tiền bạc, nghĩ con cái thì không bao giờ A-di-đà hiện hết. Thì phải nhờ ban hộ niệm thôi, nhờ khai thị cho khéo. Nhiều người chết nó không chịu chết. Thì tôi ở Đại Ninh nó có cái cô gì đó, vợ ông mà chạy xe chở rau cải, ông Ba Lung bây giờ mà gì đó, thì cô Thiện Minh xuất gia ở trên đó ở Đại Ninh, cô sư bà bệnh nặng quá, thì nó kêu tôi qua khai thị để cho mẹ nó giảng sanh. Tôi qua khai thị tôi nói hết nước miếng rồi, hỏi cổ giảng sanh rồi. Bà nói thôi không được đâu, con cháu cả đống mà chết gì sư. Thì thôi con đi rồi bỏ lại nó, con thấy tội nghiệp. Thì tôi nói giờ bà sống bà làm gì cho nó được, bà về đó bà tu rồi bà trở lại đổ nó, bà chưa xong nữa mà rồi bệnh nặng không chịu chết, nằm 7-8 bữa không chết mà bệnh rồi mê man hết trơn. Tôi về là mê man, tôi lợi tôi kêu dữ lắm mới tỉnh, mà giảng cho bà nghe hết rồi bà nói con hiểu. Nhưng mà mấy đứa cháu đông quá sư ơi, 20-30 đứa con không gì cực lạc được đâu, chậm chậm hả sư. Rồi đâu có chết, cái sau này tôi lên thấy cũng còn sống nữa. Mà đau đớn nhức nhối, chở đình thành phố, tốn biết bao nhiêu tiền bác sĩ rồi, làm hết sức mình ra để mổ, để cắt. Mà muốn sống,
nghĩ sao con người dại quá, sống mà sống trong nhức nhối. Chứ chịu một cái là ban hội niệm ta tới là giảng sanh thôi. Thôi giờ chúng ta trở lại, heo. Thành ra chúng ta có thân thứ nhất là mắt tai mũi lưỡi, thân óc. Thân thứ hai là dây thần kinh thị giác và thần kinh óc. Chúng ta để ý nha, hai cái khác đấy. Thì cái này là cõi trời tám giới mới đột nhập cái này được. Còn người trời cũng chưa nữa. Người trời có còn sống là mắt tai mũi lưỡi, nhưng mà cao thượng biết đè nén, có luân lý, một vợ một chồng và thủy chung như nhất gia đình hai con. Ăn chay tháng mới có 10 ngày, còn tám giới là trai trường nha. Nhớ cho đó là không có vợ chồng nữa. Thì theo nếu mà giảng sanh về cõi trời là không có nam nữ nữa, không có nam căn nữ căn, toàn là trượng phu thôi. Còn người trời còn nam nữ, mà hãy nam nữ thì còn giao hộ, do đó có sanh con. Còn cõi trời là không có con, mà chết là không có nguyên cái thay thú quắc như mình đây. Chết là cái này biết mất thôi. Cái định lực càng mạnh thì mình càng điều khiển cái sắc kêu là thần thông. Chúng ta coi kinh Thủ Lăng Nghiêm á, tôi chỉ giảng sơ thôi. Rồi tới cái thứ ba nữa đó là tư niệm thực, không ăn uống bằng sắc thân, không ăn uống bằng cảm giác, mà ăn uống bằng cái tư tưởng, tư duy đó. Cảm giác tới là không để ý tới nó nữa, vẫn có nha, nhưng mà như tôi nói đó, tập trung cái này thì quên cái kia. Thì vẫn ăn, có khi là nếu mà chưa ấy vẫn ăn, và sắc thân bên ngoài, sắc thân bên trong, nhưng mà không để ý. Tối ngày cái chìm đắm ở trong cái tư niệm thực, suy nghĩ hư không vô biên, nghĩ thức vô biên, vô sử phi phi tưởng, rồi những cảnh giới đó hiện ra rồi chìm đắm trong đó. Mà cảnh giới đó là cảnh giới nhái, dỗm, không có thiệt. Nhưng mà các ngài có thấy cảnh giới thiệt. Chúng ta để ý ha, cái dòng nước nó chảy vậy. Khi những cái lượng sống mà cõi bốn đường ác nổi lên, rồi lượng sống thiện, bốn đường thiện nổi lên, rồi lượng sống của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền nổi lên, rồi các ngài không để ý tới cái đó, là tập trung kỹ mạnh lâu sâu nữa, thì tất cả cái lượng sống nó chìm xuống, thì cái dòng nước nó hiện ra. Thành cái tu của đạo Phật là vậy đó. Chúng ta không đi tìm dòng nước được. Chúng ta chỉ làm sao cho cái vọng tâm nó an, bớt vọng, bớt tham sân si nữa. Khi tham si nó chìm xuống, đè nó xuống rồi, thì cái dòng nước nó hiện ra. Thành ra đạo Phật cái chân lý Niết Bàn chỉ đến với chúng ta, chứ chúng ta không thể đi tìm Niết Bàn. Cái này là cái căn nhất của quý vị. Tôi là đau khổ vì vấn đề này. Hồi xưa giờ mà đi tìm thì gặp, gõ mãi thì cửa mở, Đức Phật đó nói như vậy. Nhưng ở đây càng gõ chừng nào càng xa Niết Bàn chừng đây, càng đi tìm Niết Bàn là càng xa Niết Bàn. Khi nào mình biết đi tìm không gặp thì mình dứt cái tìm kiếm nữa. Thì Niết Bàn hiện ra, lúc đó là Niết Bàn. Cái khó khăn của đạo Phật là ở chỗ đó. Chỉ làm sao cho cái vọng tâm chìm xuống thì Niết Bàn đã hiện ra. Nhưng mà mình tu với cái giọng rồi, nó chìm xuống mình loáng thoáng thấy được A-la-hán Như Lai rồi, thì cái giọng nó nổi lên nữa, thì nó che mất cái dòng nước. Thì bây giờ mình nhận cái lượng sống là ta, mới lấy cái lượng sống mình tạo ra cảnh giới Niết Bàn giả. Nó giống như dòng nước, mà dòng nước thì nó đâu có tướng. Cái này mình tạo ra có tướng, rồi mình chìm đóng trong đó, mình cho đây là Niết Bàn, đây là A-la-hán, đây là Như Lai. Nếu tôi sẽ giảng tới, thì cái này là cái sắc thân thứ ba. Hiểu không? Hiểu thì hiểu, không hiểu thì thôi. Tôi chịu thôi, thì lần lần chúng ta đi tới đó. Còn cái sắc thân thứ tư là khó đấy. Đây là sắc thân có nhập lưu, nhất vãng lai, bất lai. Tức là không có sống nữa, không có tướng nữa, nhưng mà còn cái hình. Cái hình của dòng nước chảy đó, nếu nó chảy lờ đờ, chảy chậm đó, thì nó thô tháo. Thì kêu là mặt trăng thứ ba, nó chỉ thấy được bốn đường ác thôi. Khi nào cái dòng nước này nó chảy nhanh hơn nữa, thì nó thấy được người trời, cảm giác của người trời. Nó chảy thật nhanh nữa thì nó sẽ thấy được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Và nó thấy một cách thần tốc nữa thì nó thấy toàn diện hết, thì đây là quá la hán. Thôi đại khái vậy thôi.
Cái này là cái nhìn thứ tư. Còn cái nhìn Như Lai đó là biển toàn diện hết, tùy thuận hết mà không dính mắc, vẫn ở là nước. Còn A-la-hán trở về nước, nhận cái sống thiện, sống ác, dòng nước nhập lưu, dòng nước nhất ở lai bất lai trở về nước, rồi nằm ở trong đó mà hưởng. Thành ra các vị Bồ Tát lớn Như Lai rầy, đây là quá thành vũ trong kinh Pháp Hoa, quý vị tụng hoài như biết, phải trở ra tùy thuận giáo hóa. Thì đại khái đạo Phật là như vậy. Nhưng muốn đi xa phải bắt đầu từ gần. Thôi bây giờ chúng ta bắt đầu từ gần, tức là ngay xác thân này, thấy không? Bây giờ tôi viết ở trên bảng để quý vị nhìn, đừng có ghi cái gì hết nha, tập trung để nghe đó, ghi không hiểu đâu. Bởi vì có cái máy thâu, quý vị về mở ra coi lại, thấy không? Thì nó rõ ràng hơn. Đừng có hai ba cái tâm, tâm nào mà nghe tôi giảng, tâm nào mà ghi, thì quý vị về không có coi đâu. Rồi giảng xong rồi quý vị trả bài cho tôi, thấy không? Bữa nay đông rồi đó, tôi thấy đông là tôi mừng. Nhưng mà trả bài kỳ sau đi nữa nha, không có trốn ở nhà đó. Trốn là tôi về tới nhà tôi kiếm mà tôi cạo đầu á. Trả được không được thì thôi. À, khoa học kêu là gì? Là sinh, sinh lý, nha. Tức là địa ngục hữu gián. Có sự sống không? Ủa? Có cái biết không? À, chưa có cái biết. Thấy không? Bên đây thấy dưới này miễn mấy ai ngồi gần cái cột xếp ra giữa anh chút, nha, để coi. Thì đây gọi là căn. Chút trả là quý vị phải trả động đó. Nói căn mà theo khoa học kêu là sinh lý, nha. Có cái biết mà chưa có cái sự sống, mà chưa có cái biết, mà thường kêu là địa ngục hữu gián. À, thì gồm có mắt, tai, cái gì nữa, mũi, gì nữa, lưỡi, gì nữa, thân và óc. Chưa có ý đâu. Đây là cô bốn đường ác. Nhận ra trong người mình không? Đây trong mình có dễ nhận lắm, thấy không? Thành ra bốn đường ác dễ nhận lắm. Thì đây gọi chung là căn, tức là sinh lý. Có cái sự sống mà chưa có cái biết. Chưa có cái biết thì ở trong đạo Phật kêu là thức, mà ở kêu là khoa học kêu là tâm, tâm lý. Cái này là vật lý, cái này là sinh lý, cái này là tâm lý. Tâm lý là cái gì ha? Tâm lý là cái gì? À, tâm lý là có sự sống, có cái biết. Còn cái này là chưa có sự sống, chưa có cái biết. Cái này là có sự sống mà chưa có cái biết. Cái này có sự sống, có cái biết luôn. Hiểu không? Trong người mình héo trở về đó, thì phải trả bài cho tôi à. Trả trong người mình thôi, đâu có gì đâu. Rồi nữa ra mình làm sư cô, mình chỉ cho người ta. Rồi mình phải thực hành rồi nữa. Nghe hiểu trả bài xong là tôi cạo đầu bớt mớ. Người nào mà thuận duyên đó thì cạo luôn. Thì bây giờ biết rồi ha, cái này căn kêu là sinh lý, tức là có sự sống chưa có cái biết. Còn kêu là địa ngục hữu gián, cái này trần. Thì khoa học kêu là đó là gì? Vật lý. Có sự sống không? Không. Có cái biết không? Không. Đó là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Kêu đó là trần, tức là vật lý. Biết sắc không? Sắc là tất cả sự vật là đối tượng của con mắt. Cái gì con mắt có thể thấy được kêu là sắc. Còn thinh là cái gì ha? Là âm thanh, là cái đối tượng của lỗ tai. Cái tai này là lỗ tai nha, chứ không phải cái tai này dài, tai này ngắn, thấy không? Thì tức là tiếng người nói, tiếng chim hót, tiếng chó sủa, tiếng mưa lần, tiếng ca vọng cổ. Phải thanh trần không? Nó có sự sống không? Có không? Có cái biết không? Không. Thì kêu đó là vật lý. Thì sắc này cũng vật lý, thinh vật lý. Hương là cái gì ha? Hương là cái mùi của lỗ, lỗ mũi. Mùi thơm, mùi thối, mùi không thơm, không thối. Mùi dầu xanh, mùi chiên xào, mùi dầu thơm, mùi cái gì đó vân vân. Tức là đối tượng của cái mũi.
cái mùi dầu thơm, cái mùi đồ chiên xào. Có sự sống không? Có không? Có cái biết không? Thì nên nhớ, thì đó đây là vật lý, tức là kêu là trần. Chúng ta còn kêu là địa ngục vô vô gián, là không có gián đoạn, nó nằm êm liềm như vậy đó. Tới trăm năm ngàn năm nó thọ khí âm dương rồi nó mới trở thành căn. Mà hãy căn mà nó mất cái sự sống là nó trở thành trần. Cái răng tôi nè có sự sống thì kêu là căn hay trần? Bây giờ nhổ ra khỏi cái miệng này rồi thì căn hay trần? Trần. Rồi nếu ráp vô mà ráp dây thần kinh được thì kêu là gì? Căn. Giờ hiểu chưa? Cái tay tôi giả nó chặt khỏi cái này thì nó là căn hay trần? Trần. Bây giờ bác sĩ nối lại, nối dây thần kinh được, nó co lại được thì căn hay trần? Hiểu chưa? Đây là con người mình đã nhứt cái răng rồi, không phải có răng nhứt mà dây thần kinh nhứt thì cái đó mà vị phải biết sáu căn này nè. Thì đổi với sáu trần, cái này đổi qua cái này, cái này đổi qua cái này, rồi tới cái này đổi qua cái này nữa. Thành ra chúng ta kêu là sự tiến hóa trong con người, tiến hóa ngoài vũ trụ, giống hệt nhau thôi. Cái này tôi không giảng hết được nhau, nhưng bữa nào trả bài tôi hỏi á, mọi người phải chiêm nghiệm lấy. Tôi chỉ là đưa cái dạng bài thôi, về ngồi thiền rồi chiêm nghiệm. Mỗi vị phải ngồi ít hơn tiếng đồng hồ nha. Nó nổi không? Tập riết là được thôi. Nếu ngồi kiết già không được thì ngồi bán già. Không bán già được thì ngồi bà già cũng được. Bà già thì quá tệ rồi đó. Ngồi cái thòng chân ở trên ghế ngồi xuống, miễn làm sao thoải mái thôi. Còn ai muốn làm sư cô đó, muốn làm tăng đó thì buộc phải kiết già thôi. Không kiết già là không xuất gia đó, tôi không có nhận. Cái lực của sư trưởng Minh Đăng Quang, còn cư sĩ thì dễ thôi. Cư sĩ thì không thể đắc thánh quả, khó mà đắc thánh quả. Đắc người trời thôi, thì muốn ngồi sao ngồi, ngồi sao cho thoải mái thôi. Còn những người bệnh thì thôi khỏi nói, ngồi ghế nằm cái gì cũng được. Mình nằm thì nó nhập ngũ thiền mau lắm, nằm hồi ngủ mất tiêu mà. Thì đừng có nằm, cái ngồi là tỉnh táo nhất. Còn nếu ấy là đi, ngồi, đi, đứng, thì cái đứng với cái nằm tệ nhất, tránh cái nằm với cái đứng. Thì có mà mệt ra thì đi, rồi ngồi, ngồi rồi đi. Thì đó là căn đây, tôi đọc lại là sinh lý. Có cái sự sống mà chưa có cái hiểu biết, thường kêu đó là địa ngục hữu gián. Có thể gián đoạn, nó có thể tiến hóa qua cái thức. Còn nếu có thể xa đọa, nó xuống thành cái trần. Còn nó tiến hóa thì nó thành ra cái tâm, cái thức. Hiểu không? Nữa cho thí dụ nha, tôi giảng mệt lắm rồi đó. Tôi kêu thí dụ, mỗi người phải lấy thí dụ ngay trong cuộc sống này và ở ngoài vũ trụ, nhất là ngay trong xác thân mình. Để mình hiểu được thì ở ngoài mình hiểu. Thành ra ba cái này đổi nhau. Căn trần có thể tiến thành căn, căn có thể tiến thành thức. Căn có thể xa đọa thành trần, có thể tiến hóa thành thức. Thức có thể xa đọa thành ra căn, và xa đọa xuống thành ra trần. Quý vị muốn xa đọa hay muốn tiến hóa? Muốn tiến hóa thì nên sống với cái thức, đừng có sống với hai cái này. Mà muốn có thức thì phải có căn và trần, nhưng mà khi tiếp xúc đừng dính mắt nó. Chứ không có nó làm sao có thức, phải có hai cái này tiếp xúc nhau mới có thức. Nhưng quý vị khoái hai cái này rồi thì quý vị ngay hãy khoái cái này là bây giờ địa ngục, muốn đường ác. Còn khoái cái này đó thì bắt đầu qua ngạ quỷ. Còn khoái cái này nữa thì qua súc sanh, Atula. Còn vua cái này nữa, qua cái này nữa thì qua cõi người trời. Qua tới đây nữa là cõi trời sắc giới. Thì đại khái như vậy. Hiểu không? Ai không hiểu đưa tay lên hỏi nè. Nếu hiểu hết thì tôi hỏi à. Cái tánh tôi vậy đó, tôi giảng cho quý vị trước tôi là có quyền hỏi. Còn quý vị không hỏi là tôi hỏi à. Mà em quý vị hỏi rồi tôi trả lời. Còn quý vị không hỏi, tôi hỏi thì quý vị phải trả lời à. Chứ ngồi nín thinh là không được á. Thôi tôi giảng hết rồi, chút còn 15 phút mình trả bài. Trao đổi với nhau. Rồi chưa có trả bài đâu, thì tới nữa chắc có lẽ mới trả bài á. Thì đó rồi, cái căn này là sinh lý, cái trần là vật lý.
vật lý rồi còn có sắc thân vị xúc pháp. À, pháp là cái gì ha? Năm cái này thì dễ rồi đó, giống hệt à. Sắc thân hương vị xúc thì dễ, còn cái pháp này là cái gì? Tôi có giảng rồi. Ai nói được nè? Ai nói được đưa tay lên. Ôi, ngồi đến thinh hết, tôi cạo đầu hết quá. Cái pháp này có hai cái. Một cái pháp của ngũ cầu ý thức, một cái pháp của độc đầu ý thức. Thí dụ bây giờ quý vị con mắt thì nhờ con mắt nó tiếp xúc sắc trần, nó phát hiện ra cái nhãn thức là cái biết của con mắt. Thí dụ tôi cầm cái cây này thì có con mắt tôi mới tiếp xúc cái cây nào, thì tôi thấy lờ mờ có cái cây. Mà tôi khoái cái này rồi tôi không phân biệt gì hết thì tôi là ngạ quỷ. Còn tôi bắt đầu phân biệt thì tức là có ý chí vô đó thì tôi là cõi người. À, nhưng mà không có kinh nghiệm mà tôi phân biệt, mà tôi kinh nghiệm mà cái cây này nó bằng thép hay bằng inox, nó không có xét gì đó, thì tôi sâu xa vô đó thì tôi là cõi trời dục giới. Nó khác với cõi người. Cõi người cứ biết cây này thôi, nó bằng gì thì không mới biết. Cõi trời ta kinh nghiệm nhiều hơn, thì có đó để sau. À, thành ra khi con mắt mà tiếp xúc với sắc trần phát hiện nhãn thức thì cái này là cái biết của con mắt, cái biết này là cái biết của ngạ quỷ. Có không? Ông quý vị nhớ được không? À, nhớ sư giảng cái gì nhớ không? Để mai mốt thì quên, tối nay về nhớ liền, rồi mới nghiền ngẫm. Thì cái đó gọi là thinh trần không? Cũng là thinh trần. Mà thinh trần có lỗ tai không? Không. Thinh trần của cái ý. Thành ra cái đó kêu là pháp của cái ý. Thành ra cái ý này nó có hai pháp. Một là nó làm việc với sắc mắt tai mũi lưỡi thân. Hai là nó làm việc một mình. Cái một mình thì độc đáo đó. Thì nếu nó làm việc một mình không cần mắt tai mũi lưỡi thân, dưới hình thức nhớ lại, thì quý vị coi trong di thức có nói là lạc tả ảnh tử đó. Tức là những cái ảnh mà mình thấy sắc thân vị nó lọt vào trong cái linh hồn mình, những cái chủng tử. Lạc là rớt xuống, bây giờ mình nhớ có nó phát hiện trở ra. Chứ là quân tập hiện hành đó, chúng ta sẽ tạm tạm vậy thôi, nữa sau tôi giảng sau. Thấy không? Thì cái này chúng ta còn kêu là biệt nghiệp. Còn bây giờ làm với mắt tai mũi lưỡi chúng ta kêu là cộng nghiệp. Biết cộng nghiệp, biệt nghiệp không? Bây giờ cái cây này nè, tôi thấy bằng mắt, quý vị cũng thấy bằng mắt. Tôi thấy nó là cây anten, có thể đúc dơ ấy ra bằng inox vậy đó. Thì quý vị cũng biết giống tôi, phải vậy không? Rồi khi tôi về tối rồi tôi nhớ cây anten, để lại đây, trả đây, tôi về tôi nhớ lại thì tôi có biết có cây anten. Nhưng mà tôi không có dự ý. Tôi nói phải mình có thần thông, mình biến ra cây anten dài hơn, là tốt hơn bằng vàng hoặc bằng bạc. Tôi tưởng tượng vậy đấy mà. Thì quý vị thấy tôi có thể làm được không? Được không? Có thể được, có thể không. Nếu mà định lực tôi mạnh, nó tập trung kỹ, mạnh lâu sâu, tôi sẽ có tạo ra cây anten bằng vàng. Nếu có định lực tôi mạnh, tôi biến đổi cái cây này thành bằng vàng. Thì cái này một mình tôi thấy chứ quý vị không thấy đâu. Thì cái đó kêu là độc đầu ý thức. Ý thức làm việc một mình với sắc thân như gì xuất pháp. Cái ốc nữa mà kêu là ý cần, có cái mặt na xen vào đó. Thì anh đã đi đầy đúng ốc hoặc là mặt na. Nếu bốn đường ác thì không có mặt na, chỉ có ốc thôi. Còn nếu mà tôi cải sửa qua thì phải có mặt na. Thì mặt na tôi mới cải sửa cái ý này thành ra ý xúc. Ý xúc nó khác với ý thức. Ý thức là của xúc sanh. Còn ý xúc này là của cõi người và trời dục giới. Rồi tôi không dự ý nữa, tối tôi ngồi thiền nữa, tôi sửa mặt na này, tôi không đồng ý, tôi muốn là có kinh nghiệm kiến thức, thì tôi sửa cái ý xúc này thành ra ý thọ. Thôi đại khái vậy, hiểu không? Hiểu thì hiểu, không hiểu thì thôi. Thì các giảng lại, cái này phải nghe nhiều lần. Ở trong người quý vị đó, quý vị không để ý. Anh đó tôi vấn nó cái coi may dài dài một chút.
ăn cái trả bài ai không được cái dốc vô mình cái tỉnh liền à. À hồi đó tôi quánh học trò vậy đó. Bây giờ quý vị lớn rồi tôi không dám rỡ tới đâu. Tới nằm dạ đây là tôi hơi mệt chút. Tôi siêu học trò mà tôi giảng không nghe mà tôi hỏi không được cái tôi quất rồi. Đó tôi dữ lắm ạ. À. Không có dễ hiền như bây giờ. Bây giờ tôi lỡ tu rồi. Tôi nói nghe không nghe thì tôi. Sau đó mà không nghe là tôi dốc vô mình liền á. Hồi xưa thầy giáo hoài lắm rồi nha. Hỏi học trò dữ lắm. Thấy không thì thôi. Nó tạm vậy đi, cái này chúng ta để riêng. Và chúng ta chỉ học 18 cái này thôi. Nhưng chúng ta nên nhớ cái pháp này là có hai cái pháp. Một cái pháp làm việc với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Một cái pháp làm việc một mình. Khi về ngồi thiền chúng ta tưởng tượng, chúng ta suy nghĩ, chúng ta tập trung kỹ, tập trung lâu, tập trung sâu. Thì cái ý thức này đó, ý thức này nó sẽ chuyển thành ý xúc. Chừng đó cái óc này không còn nữa mà kêu đó là mặt na. Thì cái đó giảng xa, bây giờ chúng ta chỉ giảng cái óc thôi. Còn cái mặt na để khi khác. Khi chúng ta trả bài được 18 cái này rồi thì chúng ta mới qua cái này. Cái này là người và trời dục giới. Còn cái này là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Thì quý vị thấy nó rõ ràng. Nó rõ ràng. Thì quý vị sống hàng ngày tiếp xúc phải biết liền. Rồi cải sửa thì nó qua ý xúc. Rồi cải sửa nó qua ý thọ. Cải sửa nó qua ý ái. Ý thọ này là cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Cái này là tứ thiền, sắc giới và tứ không. Thì hai cái này đó quý vị mới có qua đạo Phật được. Còn từ đây là không qua đạo Phật được. Không qua đạo Phật được. Thì tới đó tôi sẽ giảng qua Bát Nhã. Thì quý vị sẽ thành Phật ngay bây giờ và tại đây. Thấy không? Còn nếu quý vị muốn giảng sanh về cõi Phật thêm các phát nguyện. Còn không đó thì quý vị dễ về cõi trời sơ thiền, nhị thiền, tam thiền hoặc là tứ thiền và tứ không. Còn không muốn cõi trời quý vị A Di Đà ơi tiếp dẫn con. Con không muốn cõi trời đâu, con muốn về cõi Ngài. Ngài nó còn nhất niệm chưa? Nó còn nhất niệm rồi thì Ngài ok, Ngài tiếp dẫn về liền. Nào còn giờ ban hội niệm nãy tôi có giảng rồi, thấy không? Thì bây giờ chúng ta trở lại. Do duyên căn, đạo Phật khoa học kêu là gì? Sinh lý. Có cái biết không? Chưa. Có cái sự sống không? À, có sự sống. Thì căn là chúng ta còn kêu là địa ngục. Địa ngục gì? Hữu gián. Gồm có một là mắt, hai là tai, ba là bốn là năm là sáu là ý là ốc hay mặt na? À, ốc. Nhớ là mặt na thì chưa có đâu. Đây cõi người với cõi trời, cái này mới có cái ốc à. Đây là súc sanh với Atula, chưa có mặt na. Còn cái trần này, trần là bụi bặm đó, thường ở khoa học kêu là sinh lý hay vật lý? À, vật lý. Có sự sống không? Có cái biết không? Không. Gồm có một là gì? Sắc, hai là thinh, ba là hương, bốn là vị, năm là xúc, sáu là pháp là cái gì hả? Mới giảng đây. Pháp là cái biết do tiếp xúc với, do mắt, tai, mũi, lưỡi, thân tiếp xúc với sắc, thinh, hương, vị, xúc. Thì kêu là ngũ câu ý thức, tức là ý thức nó tiếp xúc thẳng với sắc thân này. Rồi khi về không có sắc thân, không có sắc thân nhân vị mà với hình thức nhớ lại thì kêu là biệt nghiệp. Thì mình lấy cái ý ốc này nhớ lại thì cái đó kêu cũng kêu là pháp. Mà pháp này là pháp độc ảnh cảnh một mình nhớ lại thôi. Còn cái này phải có chung với chúng sanh. Nghĩa là quý vị cũng thấy giống tôi cũng thấy giống vậy thôi. Nhưng mà khi về nhà quý vị nhớ lại cái này, mỗi người mỗi nhớ khác. Tôi nhớ mà tôi không giữ ý cái này, tôi muốn nó bằng bạc, bằng vàng. Còn quý vị thấy cái này nó còn khó thôi mà là rồi may nó khỏe hơn. À, thì mỗi nghĩ suy nghĩ khác nhau. Thì nếu tôi vậy là tôi muốn cho nó thành bằng vàng bạc, tôi phải tập trung kỹ mạnh lâu sâu tôi giọt lên. Thì tôi có thể tạo bạc vàng ra với cái định lực mạnh của tôi. Còn quý vị về làm biếng nằm ngủ quá mai hỏi lời quên hết.
thì quý vị chỉ có cái pháp của ngũ câu thôi, còn độc đầu quý vị không có, đó là do cái lười biếng của mình. Thành ra cái độc đầu nó quan trọng lắm nha. Làm việc chung với tất cả là cộng nghiệp, làm việc nguyên của das của mình thì đó là biệt nghiệp. Rồi mình thấy cái sắc thân nhân vị xuất pháp của địa ngục ngạ quỷ quá tệ, tôi không muốn sống cõi đó nữa, thì tôi mới yêu cầu cái mặt na nó xen vô, nó cải sửa tất cả những cái này. Thì cái pháp trần bây giờ thay vì là ý thức, tôi qua tới ý xúc, thì tất cả đều do biệt nghiệp của mỗi người. Còn cái cộng nghiệp cũng thấy vậy, nhưng bây giờ vô cái cộng nghiệp này tôi vừa thấy giống quý vị, tôi vừa thấy cao hơn. Chẳng hạn như tôi thấy quý vị cũng thấy là nước, tôi cũng thấy là nước. Nhưng mà khi tôi ngồi thiền sâu tôi thấy nước là hai ô, thì có mình tôi thấy, quý vị không thấy. Thì cái đó là do cái định lực mạnh của tôi, do sự tu tập của tôi. Còn tôi không dự ý nữa, tôi muốn hát hai ô cao hơn nữa thì tôi có thể thấy đó là điện tử. Thì đó là tập trung kỹ mạnh lâu nữa thì tôi qua mấy cõi trời này. Hiểu không? Cái này đòi hỏi sự cố gắng của từng cá nhân, từng cá nhân. Thành ra cái ý này nó quan trọng, cái pháp là quan trọng. Pháp với cái cộng nghiệp chung, mà mình không chịu cộng nghiệp này mà thấy nó đê tiện quá, mình giọt lên. Khi giọt lên thì ra khỏi cộng nghiệp này mà qua cộng nghiệp khác. Chẳng hạn như quý vị thấy ở đây cộng đồng mà tôi giảng tệ quá, quý vị có thể giọt bỏ đây qua cái chỗ tịnh xá khác, nghe ông sư khác giảng hay hơn, thì quý vị có quyền. Về rồi quý vị suy nghĩ ông giảng không bằng ông sư kia, mất thì giờ thôi mình qua kia nghe bỏ ở đây, thì có đó cái quyền của mỗi người. Mà qua bên kia thì quý vị phải vào cái cộng đồng bên kia, nó cao hơn cộng đồng ở đây, ví dụ vậy. Hiểu kịp không? Thì cái đó là sự quyết định của mỗi người, không ai xen vô được hết. Còn ở đây thì quý vị phải chịu cái cộng đồng ở đây. Ở đây người ta làm sao quý vị phải y theo vậy, chứ không có chống lại được. Còn không muốn nữa quý vị có thể dọt qua cái cộng đồng khác, thì đó là qua cái cộng nghiệp khác. Rồi cộng nghiệp quý vị không giữ, có thể dọt lên là theo sư cô cạo đầu xuất gia luôn, thì quý vị làm được. Chứ cái pháp hội làm sao, mỗi người quản cảnh mỗi khác. Tôi nói hiểu không? Thì cái đó là cái biệt nghiệp của mỗi người. Còn nếu mình vào trong cái cộng đồng này phải giống cộng đồng này, rồi mình vào sư cô thì mình phải làm giống tất cả sư cô. Còn không được nữa mình rớt trở xuống lại, xả y ra đời, trở lại cộng đồng cũ. Thì cái đó là do cái biệt nghiệp của mỗi người, cái nhận thức của mỗi người, cái mạt na của mỗi người. Mạt na mà nó chưa có kinh nghiệm kiến thức thì nó mới được ý xúc thôi. Mạt na có kinh nghiệm thì nó qua ý thọ, kinh nghiệm độc đáo nữa nó qua ý ái. Thì nữa sau tôi giảng sâu, bây giờ chúng ta chỉ hiểu ba cái này thôi. Giờ hiểu không? Bây giờ nói chung với tôi ha, rồi pháp hội nói riêng ha, rồi tới mỗi vị mỗi nói. Ở đây có một số lanh lắm đó, còn giỏi hơn tôi á, tôi thấy á. Giờ chưa biết thì vậy á, thế chừng mà nói được nói hơn tôi á. Tôi thấy tôi trình bày không bằng quý vị đâu. Rồi tôi muốn cạo đầu quý vị làm sư cô, quý vị giấu quá chắc mạnh hơn tôi. Nhưng bây giờ giấu lý thì quý vị không bằng tôi. Nhưng mà nói chuyện ngoài đời quý vị qua bức tôi thôi, tôi phải học hỏi thêm ha. Thành ra tôi muốn làm sao quý vị học cho khá, rồi quý vị làm sư cô, chứ đừng có đó chần chờ hoài. Biết bao nhiêu người nữ, người nam đang đợi quý vị đấy, ha. Nhưng quý vị không có giáo pháp thì không làm gì được. Dầu có nói giỏi cách mấy, phải có giáo pháp. Pháp là thầy của ba đời chư Phật, là thầy của tất cả mọi chúng sanh từ đây. Mà trong mình quý vị không hiểu nổi đâu, nó phức tạp lắm. Bây giờ chúng ta bắt từ mẫu giáo. Bây giờ nói lại với tôi ha, là do duyên căn ha. Chúng khoa học thường kêu là sinh lý, là có sự sống mà chưa có cái biết, thường kêu đó là địa ngục ngũ giáng. Nói được không? Bây giờ nói với tôi ha, do duyên căn, cả pháp hội nói nè. Khoa học thường kêu là sinh lý, có cái biết, có sự sống mà chưa có cái biết. Trong đạo Phật thường kêu là địa ngục hữu giáng. Căn tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. À,
có nhiêu thôi. Giờ lặp lại lần thứ nhì nha, rồi lần thứ ba nữa, rồi tới quý vị á, không? Bây giờ do duyên căn, khoa học kêu là sinh lý, có sự sống mà chưa có cái biết. Di thức thường kêu là địa ngục hữu gián, gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. À, có nhiêu thôi. Giờ lần thứ ba nữa heo. Rồi tới quý vị đó. Ba lần thôi. Quý vị là cả pháp hội. Rồi mới tới từng người. Hỏi một giọng giáo thôi. Rồi đó tôi giọng giáo vậy đó. Phải chịu cực một chút. Rồi sao người nào cũng thuộc hết đó. Bây giờ tôi nói lần nữa heo. Do duyên căn, khoa học kêu là sinh lý, có sự sống chưa có cái biết, thường kêu là địa ngục hữu gián, gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. À, có nhiêu đó thôi. Ba lần rồi không? Giờ cả pháp hội nha. Nói chung hết rồi mới nói riêng từng người là xong đấy. Đó là mới có một cái, là cái thứ hai, thứ ba nữa là xong. Rồi nói ba cái một lượt luôn. Có vậy thôi, đâu có gì đâu. Tôi hướng dẫn được cái gì vô nhốc hết cái là giờ thì tới cả à. Không có ở nhà nha, tôi nói trước à, nói đi hết à. Giờ lặp lại, do duyên căn sao? Rồi khoa học. Có. Ngừng từ cái tới đoạn đi tí lý rồi nó lộn xộn hết. Rồi nói lại, do duyên căn, khoa học kêu là có cái sự sống không? À, thường kêu là địa ngục gì? Gồm có cái gì? Ốc chưa có ý nha, chưa có mặt nha, nha ốc thôi. À, giờ quý vị nói lần thứ nhì, lần thứ ba thì tới mỗi người đấy. Lần nữa, do duyên căn, khoa học kêu là có cái biết không? Còn kêu là địa ngục gì? Gồm có cái gì? À, có vậy thôi. Bây giờ làm lần thứ ba nữa nha. Rồi tới quý vị mỗi người đó. Nó dễ vậy thôi. Cái này là mẫu giáo đấy. Tôi nói tụi con ở mẫu giáo, bây giờ tôi cho mẫu giáo. Mẫu giáo thì mỗi người phải biết hết mới lên lớp 1 được. Mà cái này không biết mầm hay chồi hay lá hay nhánh nữa thì tôi chưa biết. Thì bây giờ nói lại, do duyên căn, khoa học kêu à. Ngừng đừng có làm tí lìa ha. Còn kêu là gồm có à, có nhiêu đó thôi. Bây giờ ai phát tâm nói là đủ rồi đó, ba lần đó. Tôi hướng dẫn ba lần, còn pháp hội bán hợp ba lần. Bây giờ từng cá nhân. Mới có một cái rồi, còn cái thứ nhì, thứ ba là xong đó. Xong bốn đường ác ở trong con người mình. Là từ nay không có dính mắt nữa. Dính mắt nữa là tôi cạo đầu quá. Bây giờ ai phát tâm nè, ông ấy tôi chỉ à. Rồi cái câu đó đúng rồi đó. Cô đó cười cười là giá cổ hay lắm á. Rồi. Giờ nói nè. Do duyên căn, khoa học thường kêu là sinh lý, có sự sống mà chưa có cái biết. Đúng rồi. Và di thức thì kêu là địa ngục hữu gián. Rồi gồm có. Và gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ốc. Có nhiều đó thôi, cho anh chàng khó tay đi. Có vậy thôi, nó dễ dàng thôi, giờ ai nữa nè. Phát tâm mà sau này ngày mai kỳ tới là tôi chỉ à, bất cứ người nào cũng phải thuộc hết. Thử cô đó đi, đưa ai người đó lấy à, cái này dễ lắm. Trời kêu ai nấy dạ mà.
không có trời, không có từ chối được. Rồi bây giờ do duyên căn, do duyên căn khoa học, khoa học kêu là sinh lý. Có sự sống như cái lý kêu là địa ngục, kêu là địa ngục ngũ giác, gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thóc. Rồi đúng rồi, ngồi xuống cho rằng khóa tay đi, có vậy thôi. Lần lần dài á, mới đầu thì dễ rồi, giờ ai nữa nè. Sư cô có ai cứ đưa à? Người nào thì người đó ơi, kêu thì phải dạ thôi. Rồi do duyên căn. Là sinh lý. Có lý có chữ không có cái biết. Gồm có không còn kêu là cái gì nữa? Còn kêu là ngục ngũ giác. Rồi có mắt ta. Rồi, được rồi đó, có nhiêu cho thằng hóa tài. Thì sư cô có ai cứ đưa à? Người nào đưa? Trời, đưa ai thì người đó lấy à, còn kỳ sau là không có đưa nhau, nó thích lốt à. Rồi, bây giờ do duyên căn. Cô nào đó? Do duyên căn. Do duyên căn, khoa học thường gọi là sinh lý. Có sự sống mà chưa có cái biết, thường gọi là niềm mù ngũ giác, gồm có mắt, tay, mũi, lưỡi, thân, thỏ. Mới rồi nó dễ nha, một ngày một nhiều quá, sau này cái này, rồi hai cái nhập một, rồi tới cái này, rồi ba cái nhập một. Chừng đó là khó, giờ đưa ai đưa. Ôi người nào đưa thì phải lấy à, không có nói được. Ở đây là phải tập đó, đưa thì nói thì lấy thôi, trời kêu ai nấy dạ mà không có chạy được. Do duyên căn khoa học gọi là khoa học gọi là sinh lý, cái sinh lý, nó có cái sự có cái biết mà nó có cái sự sống mà chưa có cái biết. Di thức học bên đạo Phật gọi là đó là căn, nó gọi là địa ngục, địa ngục cũng dán nó đâu có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vào. Rồi rồi, mới đầu dễ tập nhau, rồi tới cái thứ hai, rồi hai hồi nhập một á. Rồi tới cái thứ ba, rồi ba hồi nhập một. Bây giờ có... Hết giờ chưa? Hết giờ thôi. Sinh lý, do duyên căn, khoa học gọi là sinh lý. Có sự sống mà chưa cái biết, còn gọi là địa ngục phủ giác, gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nhà ốc. Giờ ai nữa, một vài người nữa, hết giờ á, có 15 phút nữa à. Anh là Bậc và cô này có xuất không? Bên đây chưa có nè. Rồi. Rồi. Ba học gọi là sinh lý. Rồi. Có sự sống nhưng chưa có cái biết. Rồi. Về địa ngục ngũ giác là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nhĩ. Đâu dễ à, tập nói á. Cô này thích nói rồi, mà nói đi. Mà nữa cô nói giỏi lắm. Do duyên căn. Do duyên căn. Ba học gọi là sinh lý. Có cái biết không? Có sự sống chưa có cái biết. Đạo gọi là địa ngục ngũ giác, gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc. Rồi giỏi, cho toàn phó coi ai nữa là cái đầu dễ dễ gì mới thấy thích lắm. Tới ngày kỳ tới nữa là bắt đầu nhiều. Rồi do duyên căn. Do duyên căn. Khoa học còn gọi là sinh lý. Có sự sống chưa có cái biết. Có gì duy thức gọi là ngũ địa ngục ngũ giác, gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc, mồm. Vậy thôi, người này dễ quá không? Thì tới là hơi nhiều rồi. Ai nữa nè? Ai mảnh mảnh vậy mới được. Do duyên căn. Duyên căn. Duyên căn khoa học gọi là sinh lý. Có sự sống mà chưa có cái biết. Và duy thức gọi là địa ngục ngũ giác, gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ốc. Mũi, lưỡi, thân, ốc.
Người nữa thì hết giờ rồi đó. Dạ cô đi. Ôi, câu đó là phải lắm ạ. Câu này là ít có chịu nói đâu. Nói rồi cái là không có tắt á. Do duyên căn. Khoa học gọi là... Khoa học gọi là sinh lý. Có sự sống không? Có sự sống mà không có cái gì. Sinh lý, sinh sống, sinh sống mà không có cái ý thức, gọi là thiện, ngũ nhãn, gồm có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nhãn, rồi tới cái này, rồi hai hồi nhập một, rồi tới cái này, rồi ba hồi nhập một, nào là xong đó, nào, cả hết rồi tôi mới qua cái này. Chắc là còn 6-7 lần á, có pháp hội đông á. Thì tới là theo thứ lớp nha, không có phát tâm nữa. Thì bây giờ tôi tóm lại, nếu quý vị nhớ, thì ở đây là cái nhìn đó, 1, 2, 3, 4 cái nhìn. Thì cái nhìn có 4 đường ác đó, thì chúng ta thấy đó là sống. Sống ác tức là Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, bốn đường ác thì sống ác. Rồi khi chúng ta đổi qua sống thiện tức là người trời dục giới, sắc giới. Ở đây có bộ sang quá. Rồi sống thiện rồi chúng ta từ cái sống thiện đó chúng ta nhận lại cái dòng nước. Dòng nước rồi từ cái dòng nước đó chúng ta nhận lại nước, rồi từ cái nước đó chúng ta nhận lại biển. Thì ở đây 1, 2, 3, 4, 5. Cái này tôi chia làm hai, vì dòng nước với nước hơi khác một chút. Nó cũng vậy, nhưng mà nước là nó toàn diện. Thành ra từ nhập lưu, nhất vãng lai, bất lai, ba cái này nó khác. Rồi tới A-la-hán là toàn diện đó. A-la-hán là xong hết tu. Và cái này là kêu là còn tu, tức là thánh, nhưng mà thánh hữu học. Còn đây là thánh vô học, thôi tu rồi, chỉ là giáo hóa thôi, cái này còn phải tu thêm nữa. Rồi thì chúng ta thấy nhập lưu là nhất vãng lai thì thấy được dục giới có hai cái, còn tới bất lai đó thì mới thấy được sắc giới và vô sắc, tới a la hán đó mới thấy toàn diện, thấy được bốn đường ác, bốn đường thiện, thấy được ba cái này luôn, thì đó là xong cái vấn đề tu tập. Còn từ bất chi, bích chi, dương giác, bồ tát, phát bồ đề tâm trở lại giáo hóa thì đó kêu là bồ tát. Khi mà giáo hóa vô lượng chúng sanh trong vô lượng cõi thì kêu là Như Lai. Như Lai là cái rút ráo. Thành ra quý vị thấy ở đây đó, tôi hỏi quý vị sống ác hay sống thiện là một hay là khác? Một hay là khác? Một hay khác? Một là sai, mà hai là trật. Sống ác sống thiện cũng là sống thôi. Cái xiềng vàng hay xiềng cây vẫn là xiềng thôi. Nhưng mà sống thiện thì tốt hơn. Thấy vậy không? Quý vị bây giờ ở địa ngục ngạ quỷ súc sanh, quý vị tham mắt tai mùi lưỡi sức thiên vị, quý vị sống với nhãn nhĩ tỷ thiệt thì cũng sát thân này thôi. Nhưng quý vị đè nén xuống, quý vị không sống nhãn nhĩ nữa, quý vị sống với ý xúc, vì đè nén xuống vì sống cao thượng hơn thì vẫn ăn mặc ở bỉnh thôi, giống hịch thôi.
thành ra sống thiện sống ác này cũng là nằm trên sống, cũng là hiện tượng giới, cũng là hiện tượng giới. Rồi tới cao thượng hơn nữa thì quý vị qua tới ý xúc. Rồi tới cao thượng hơn, quý vị không xài sắc thân bên ngoài, quý vị xài sắc thân bên trong thì kêu là ý thọ, kêu là xúc thực. Quý vị không ăn bên ngoài, quý vị ăn bằng cảm giác hỷ lạc. Tôi có giảng lại rồi, phải vậy không? Rồi khi mà quý vị thấy cảm giác hỷ lạc cũng chưa được, còn hưởng cảm giác còn tệ, thôi bỏ luôn cảm giác, sống bằng cái mông lung của ái, ái là tư tưởng, thì ý chí đó Mạt Na mới cung cấp trong A-lại-da cho mình một cái số vốn kinh nghiệm kiến thức dồi dào. Mình gọi tạo cảnh giới bằng tư tưởng không có sắc thân bên trong, không có sắc thân bên ngoài, chỉ còn có suy nghĩ thôi. Thì cái đó sau chúng ta giảng sâu hơn. Thành ra chúng ta thấy rằng cái này đó ra làm năm, chứ thật sự có một thôi, có một hả? Nhưng mà có năm cách nhìn. Nhìn cái này là đau khổ nhất, là tụi xì ke ma túy, tụi cơ bản khuyết tật, mấy đứa mà ăn cứt ăn này kia rồi đó, thì nó đang ở trong bốn đường ác. Địa ngục đó là nó chia địa ngục vô gián, tức là sống với dưới trần, chứ nó chưa có để ý tới cái này. Rồi tới địa ngục hữu gián đó thì nó sống bằng mắt tai mũi lưỡi, nó có cái biết, có cái sự sống. Còn đây là nó khô khốc. Những người điên quá điên đó, bốc cướp ăn uống nước, ăn thịt chuột, uống nước bùn nương, đó là sống với cái trần. Còn những người sống bằng căn, tức là có sự sống. Rồi tới chừng cao hơn nữa, bắt đầu sống với nhãn thức, nhĩ thức, cảm giác đây, thì đó là xúc, là ngạ quỷ. Còn nếu sống với ý thức đó thì là xúc sanh. Đại khái là như vậy. Đó thì ác giới vô sắc ác là phải tám giới. Thì sống thiện này cao lắm. Quý vị qua cái thọ, quý vị không ăn bên ngoài nữa mà xúc thực, ăn mà cảm giác hỷ lạc, tôi giảng hồi nãy rồi. Rồi cảm giác hỷ lạc quý vị thấy là còn cảm giác hỷ lạc khó bằng sống bằng cái ái, bằng cái suy tư, tưởng tượng bỏ xác thân này, tưởng tượng cảnh giới hư không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng phi tưởng, thì đây là hết, đây là hết. Nào thì cái đó kêu là sống thiện. Rồi tới nhập lưu là thấy mấy cái này còn luân hồi sanh tử, còn có xác thân bên ngoài, bên trong còn có tư tưởng tưởng tượng. Bây giờ nhận lấy cái dòng nước, thì tôi hỏi quý vị, cái dòng nước với sống thiện sống ác là một hay là khác? Một hay khác? Một là sai mà ba là trật. Nó cũng nằm trên cái dòng nước này, cũng nằm trên cái dòng nước này. Thì cái dòng nước này đó chính là nhập lưu nhất dẫn lai bất lai. Rồi do cái vô minh đó mượn cái dòng nước này tạo ra những cái lượng sống. Thì cái lượng sống này chức là sống ác, sống thiện. Nếu sống cao thượng đó thì là thiện, mà sống đê tiện thì là ác. Nhưng mà tất cả cái lượng sống này đều phải nương vào cái dòng nước này để mà phát hiện. Mà dòng nước thì không có sống. Mà khi có cái tướng sống thì người ta kêu đó là sống, chứ không kêu là dòng nước. Hiểu kịp không? Thì cái dòng nước này quý vị thường kêu là gì? Là linh hồn, hay còn gọi là A-lai-da thức, hay còn gọi là thần thức. 8 tiếng đồng hồ sau nó mới ra khỏi cái thể xác. Còn trong 8 tiếng đồng hồ đó thì sống ác này mất, sống thiện này còn. Dây thần kinh chưa đứt, mà dây thần kinh là chỗ phát hiện linh hồn. Khi nó linh hồn ra khỏi thì nó mới chết thôi. Do đó người chết phải để 8 tiếng cho chưa đụng tới thay người chết được. Nhiều quý vị hiểu rồi không? Hiểu tại sao mà phải người chết là phải để 8 tiếng mới được liệm là cái chỗ này. Họ sống bằng cái sống thiện. Cái sống ác này các dây thần kinh bên ngoài đã đứt hết rồi.
căn này đất đứt hết rồi, còn cái dây thần kinh bên trong chưa đứt, 8 tiếng mới đứt. Đó là cái chỗ mà linh hồn nó mượn để nó phát hiện. Thì hiểu chưa? Đó, thành ra cái dòng nước này nếu nó chảy chậm á, nó thô tháo á, thì kêu là nhập lưu. Còn nó chảy hơi lẹ nữa, nhất dẫn lai, nó chảy thật nhanh là bất lai. Còn nó chảy một cách thần tốc thì kêu là A-la-hán. Thần tốc là quá nhanh cho nên thấy nó bất biến, nó đứng lặng. Thì đây mới là xong cái cuộc tu tập của chúng ta. Bất biến. Hiểu kịp không? Hiểu thì hiểu, không hiểu thì thôi. Tôi giảng lại. Thì đó, thì cái này chúng ta kêu là dòng nước. Mà dòng nước chảy chậm đó thì là nhập lưu, mặt trăng thứ ba. Dòng nước chảy vừa thì nhất dẫn lai, mặt trăng thứ hai. Dòng nước chảy thật là xiết thì là mặt trăng thứ nhất là bất lai. Dòng nước chảy một cách thần tốc, đứng lặng bất biến thì đó là A-la-hán. Thành ra nước là A-la-hán. Còn cái này là nhập lưu, nhất dẫn lai, bất lai. Cái này là bốn đường thiện: người, trời dục giới, sắc giới, vô sắc. Còn cái này địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la. Nhưng tất cả đều nằm trên cái dòng nước này. Một khi nắm cái dòng nước này nằm ở đó thì kêu là niết bàn tịch tịnh, hay là quá thành vũ. Mà ai có tụng kinh Pháp Hoa nghe nói đó thì chưa phải là bảo sở, mà là quá thành vụ, đó là nước. Và từ cái nước này phát Bồ Đề Tâm, trở lại dòng nước, trở lại thiện, trở lại a, mà lúc nào cũng vẫn là nước, thì cái đó kêu là biển, tức là Như Lai. Thành ra cuối cùng chúng ta thấy cái đạo Phật có nhiều thôi rồi, nhưng mà có năm cách nhìn. Nhìn cái này là đau khổ, nhìn cái này là hạnh phúc. Sống thiện, hạnh phúc đối với đau khổ. Đây là cái xiềng vàng, đây là cái xiềng sắt. Dòng nước đây là chấm điện. Chỉ còn cái sắc na, cái này kêu là hiện, hiện tiền. Cái linh hồn này hiện tiền. Còn cái này kêu là hiện, hiện tại. Cái này là không có hiện tại hiện gì hết, sống xà ngầu. Rồi sống hiện tại tức là biết cải sửa cái hoàn cảnh đau khổ và tạo cho cái tương lai, thì đó kêu là sống hiện tại. Rồi sống hiện tại thiền là không quá khứ, không hiện tại, không vị lai. Quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc. Đó là qua cái dòng nước, tức là nhập lưu, nhất dẫn lai, bất lai. Rồi khi qua nước bất biến rồi thì cái hiện tiền đó trở thành là hiện tiền toàn diện, rồi mới trở ra giáo hóa để trở thành biển, thì kêu là hiện pháp. Tùy theo các pháp ác thiện mà tùy thuận giáo hóa thì sẽ thành ra biển, tức là Như Lai. Đại khái là như vậy, thấy không? Thì muốn đi xa tới Như Lai thì mình phải đi gần bốn đường ác, tức là chúng ta đang học. Đây là bốn đường ác. Thì từ tới chúng ta trả bài, tức là từ sống ác này rồi chúng ta mới chuyển qua sống thiện, tức là qua xúc, rồi mới chuyển ra thọ là cõi trời sắc giới, rồi chuyển qua ái là cõi trời vô sắc, rồi chúng ta mới trở lại dòng nước là nhập lưu, nhất dẫn lai, bất lai, rồi đi tới nước lại là xong. Và chừng đó giao quý vị làm Bồ Tát, muốn giáo hóa muốn gì đây muốn ha, khỏi con khỏi này không còn dính mắc vào đâu hết, ở trong tam giới, ở trong sống ác sống thiện dòng nước mà không dính mắc vào cái gì hết, thì đó là xong cái vấn đề giáo hóa. Còn ở từ căn chuyển qua trần và trần chuyển thành căn đã hiểu rồi, bây giờ cần là sư giảng từ căn chuyển thành thức như thế nào? Từ căn chuyển qua thức chưa giảng phải không? Thì bây giờ ông hỏi là tôi đã giảng từ căn, từ trần chuyển qua căn, rồi căn chuyển qua thần, mà tôi chưa giảng căn chuyển qua thức, có giảng chưa? Có chưa? Nếu chưa có thì tôi gửi cho quý vị giảng.
thì tới trở qua đó. Tôi nãy giảng quý vị phải làm lấy cho trời, cái gì cũng giao tôi hết làm sao? Đó, từ trần là vật lý chuyển qua sinh lý, sinh lý chuyển qua vật lý, rồi từ vật lý chuyển sinh lý, sinh lý chuyển qua tâm lý, rồi tâm lý trở lại sinh lý, trở lại vật lý. Thì quý vị coi trong xác thân mình, thì coi ở ngoài, cái gì cũng đợi tôi hết trơn rồi làm sao? Thì ông hỏi rất hay đó. Thì tôi giao quý vị, thì tới chỉ ai nấy trả lời, thấy không? Ông nói nãy tôi giảng căn qua trần, và trần trở lại căn. Nếu căn trần mà qua căn thì đó là tiến hóa. Còn căn mà trở lại trần đó là thối hóa. Bởi vì trần là vật lý, chưa có cái. Còn căn là sinh lý, có sự sống, chưa có cái biết. Thì có sự sống nó phải cao hơn, phải không? Như cái răng tôi nè, mà nếu còn ở trên này nó còn sống còn nhất thì đây nó là căn hay trần? Căn. Nhưng mà khi nó nhất còn lấy chỉ máu thì nó căn hay trần? Trần. Rồi bây giờ nối chỉ máu lại thì nó căn hay trần? Căn. Tìm đổi qua đổi lại có gì đâu. Thì con mắt cũng vậy, cái lỗ tai cũng vậy. Cái lỗ tai thí dụ điếc ở đứt dây thần kinh thì cái lỗ tai là trần hay là căn? Đứt dây thần kinh thị giác rồi, thính giác rồi, trần hay căn? Trần. Rồi bây giờ đi bác sĩ nó nối dây thần kinh lại mình nghe lại thì trần hay căn? Căn. Có vậy thôi. Rồi bây giờ ông hỏi là từ sinh lý là qua tâm lý là qua làm sao, rồi từ tâm lý trở xuống sinh lý vật lý là qua làm sao? Cái gì quý vị phải làm ơn chứ. Thì tôi thường thường tôi giảng phân nữa à, thì quý vị phải động não một chút, không? Vậy thì về quý vị suy nghĩ ha, hay trong con người mình mỗi người suy nghĩ tới là tôi chỉ ai nấy trả lời nha, trong nhau. Rồi thí dụ thử coi, tôi thí dụ chị thấy làm sao, nếu chị thấy không sáng tỏ thì giải thích lại, nó là hàng triệu hàng tỷ thí dụ. Nội con mắt đó là chúng ta thấy hiểu hàng ngàn thí dụ, cái lỗ tai cũng hàng ngàn thí dụ, lỗ mũi cũng hàng ngàn thí dụ. Cái lỗ mũi là cái gì, căn hay trần? Căn hay trần? Rồi khi mà tôi cắt cái lỗ mũi này ra, lỗ mũi tôi nó hư, tôi cắt bỏ thì nó căn hay trần? Trần. Rồi lỗ mũi mà khi tôi đụng tới nó nghẹt mũi là nghẹt, cái đó là căn hay trần? Căn hay trần? Đó tùy theo. Nếu mà bên ngoài đó thì đó thuộc về căn. Cái lỗ mũi tôi mà nhất nhất bên ngoài theo cái loại ngạ quỷ đó thì nhất của cái căn. Còn nếu tôi nhất mà nhất lên tới trên ốc đó thì nhất này là nhất dây thần kinh khứu giác, chứ không phải cái lỗ mũi này. Cái lỗ mũi tôi déo gì thì đau quá, thì cái đó là cái sinh lý của lỗ mũi. Còn bây giờ dây thần kinh từ cái lỗ mũi này, cái gai lỗ mũi đưa lên trên ốc, nó nhấc lên tới trên ốc thì cái này không còn là sinh lý nữa, mà nó chạy qua cõi trời rồi đấy. Còn hồi nãy là chỉ ngạ quỷ thôi. Cái đau của ngạ quỷ là cái đau lờ mờ, còn cái đau kia là có cái ý chí thêm vô, nó nhức nhối chịu không nổi. Thì cái này đó là cái tâm lý của cõi trời sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và cõi người trời dục giới, chứ không phải là cõi của ngạ quỷ nữa, hiểu không? Hiểu không hiểu thì tôi về suy nghĩ thêm. Tôi giảng muốn chết rồi thì thấy tôi giảng lại thêm. Ông này ông hỏi hay đó, thì mỗi vị về suy nghĩ lấy, tôi đã có cái bản này rồi, thấy không? Thì quý vị về cái bản này, quý vị nhào tới nhào lui. Nếu quý vị ngồi thiền là ra hết, ngồi một tiếng không ra, ngồi hai tiếng không ra, ngồi ba tiếng, bữa nay không ra, ngày mai tiếp tục nữa. Tôi nhờ vậy mà tôi mới tìm ra cái này đâu phải dễ, không có kinh nào đó. Duy thức đưa ra vậy rồi không có giảng. Rồi bây giờ muốn tìm hiểu làm sao? Nhờ thiền định,
Rồi một tiếng không ra ngồi hai tiếng hả, ba tiếng không ra, bảy tiếng không ra, chín tiếng. Bữa nay không ra mai, mai không ra một tháng không ra một năm. Phải ra thôi. Đức Phật đã nói con cứ gõ mãi đi thì cửa sẽ mở thôi. Mà mình gõ bữa nay rồi mình bỏ thì thôi. Quý vị thường vậy không có cái bền. Tôi nói thiệt quý vị, tôi ngu hơn quý vị á, tôi nói thật. Nhưng mà quý vị bền không bằng tôi đâu. Mà sở dĩ tôi bền được là tôi có hoàn cảnh rất thuận tiện. Tôi không vợ, không con, không cha, không mẹ, không anh, không em. Ăn mặc ở bệnh Phật tử lo hết. Sáng tôi ôm cái bát đi xin ăn, và về Phật tử sức thêm. Ăn rồi ngồi thiền xem kinh, 3 giờ tới 4 giờ xem kinh. Khuya, chiều, sáng ngồi thiền. Tôi ngồi có hai thời. Chiều 5 giờ tôi ngồi tới 7 giờ tôi đi ngủ, tới 11 giờ, 11 giờ, 12 giờ. Tôi ngồi luôn tới 9 giờ sáng. Hai thời bằng tao ba thời. Thì trong thời này đó tôi gõ mãi thì cái cửa nó mở. Thì bây giờ tôi mới đem cho quý vị giảng cho quý vị đốt giai đoạn, rút ngắn lại. Rồi quý vị làm biến nữa thì thôi. Cái ông này hỏi rất hay. Nhưng mà tôi thấy tôi có giảng rồi. Quý vị chịu so sánh tôi giảng hồi nãy là tôi không có giảng thẳng vào câu hỏi. Nhưng mà quý vị gom lại, quý vị nghiền ngẫm, quý vị sẽ thấy câu trả lời nằm trong đó. Có quý vị cô. Cái nhìn là phải có sắc trần, cái nhìn là thứ ba là khoảng cách, tức là từ cái mắt mình tới cái nhìn sắc trần đó. Thứ tư là do ánh sáng, thứ năm là do tác ý, thứ sáu là thức thứ sáu, thứ bảy là thức mặt ngang, thứ tám là tưởng tượng, thứ chín là thức ai là da, thứ chín đó là chủ điều kiện thì sẽ căng biến thành là thức, đó là một người ngủ căng. Ngủ tâu thích gì hết. Rồi sao? Không muốn nói thì sao chứ? Khi mà chúng ta phải có tính điều kiện. Những hình thức. Thứ nhất là phải có mắt tốt, có dây thần kinh đầy đủ. Thứ nhì là sắc trần. Thứ ba là khoảng cách. Thứ tư là ánh sáng, có ánh sáng mình mới thấy những việc đó. Thứ năm là tác ứng. Thứ sáu là cái thứ sáu, thứ bảy là thứ mặt hoa, thứ tám là thai da, thứ chín là phải chuẩn tử về cái vật mình đó mình mới biết thì nó đang sẽ biến thành gì đó là thức, có sự sống, là có sự biết, thì vô có sự phân biệt. Ủa mà ngồi chưa? Thì cái câu hỏi rất hay, nhưng mà quá sớm, quá sớm. Tôi chưa động tới nó đâu. Cái này hôm trước rồi tôi giảng là cái điều kiện để cái nhãn thức của người trời phát hiện. Còn đây là chưa đụng tới người trời đâu. Mới đụng tới ngạ quỷ súc sanh thôi. Rồi dài dài rồi qua tới kia rồi tôi sẽ gom lại cái câu hỏi của ổng là câu hỏi tổng quát. Muốn có cái nhãn thức á, thì phải có chín duyên. Còn cái này không có, cái này mới có ba bốn duyên à. Cái này nói về bốn đường ác, còn có ổng ngõi nó thuộc về người trời, tức là duy thức không chấp nhận ngạ quỷ và súc sanh. Cái đó không phải là cảm giác mà là sắc thân. Tất cả những cái cảm giác và tư tưởng, cảm giác của ngạ quỷ và tư tưởng súc sanh thuộc về thân thuộc về sắc quẩn. Còn cái thọ quẩn đó phải qua người trời thì chúng ta chưa học tới. Chúng ta đi từ từ, không hỏi là quá cao, quá xa. Chúng ta học từ thấp. Vì tôi nói hôm trước tôi giảng vậy, do đó tôi thất bại. Bây giờ tôi bắt dở từ mẫu giáo lên. Khoan hỏi lớp 6, lớp 7, cái đó chưa tới. Rồi mẫu giáo trước đi. Rồi chúng ta từ từ đi qua, chúng ta mới hiểu được. Tôi nói ông hiểu không? Thì tới nữa, khi trả bốn đường ác trước, rồi mới qua cõi người trời dục giới, rồi chúng ta mới qua chín duyên mà ông nói đó. Cái này chúng ta có ba bốn duyên à. Cái này chưa có gọi là thọ, chưa có gọi là tưởng quẩn, mà mới là thọ cảm của ngạ quỷ và tư tưởng của súc sanh. Cái này thuộc về sắc quẩn chứ chưa có phải là thọ quẩn. Người ta lầm là lầm ở chỗ đó, thì tôi mới thấy là nhiều người sai lầm ở chỗ đó, tôi mới đem giảng lại cho kỹ.
Nào, thì bây giờ chúng ta trả trước bốn đường ác đi, mới là sắc uẩn thôi, chưa có thọ, chưa có tưởng, chưa có hành, chưa có thức. Chừng nào thọ đó, người trời còn chưa gọi là thọ uẩn nữa đấy. Chỉ có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền mới sống về thọ uẩn, tức là xúc thực. Còn ở đây sống về đoàn thực, tức là ăn, sắc, tài, danh, lợi, ăn, uống, ngủ, nghỉ và bồi dưỡng. Còn thọ uẩn là người sơ thiền, nhị thiền, tam thiền không có ăn, uống, ngủ, nghỉ, bồi dưỡng đâu, mà là sống bằng cảm giác hỷ lạc. Thì nãy tôi có giảng cái đó là qua cái duy thức chấp nhận, đó là thọ uẩn, ở đây mới có sắc uẩn thôi. Nhưng mà vẫn có cảm giác, có tư tưởng, mà cảm giác tư tưởng dồn về sắc thân, dính mắc ở sắc thân, do đó kêu là đê tiện. Hiểu kịp không? Thì thôi tới đây tạm ngưng nha, quá giờ rồi. Thì tới chúng ta tiếp tục trở về nghiên cứu lại cái này nha.